Là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Pao Talk mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả do Hòa thượng Minh Châu. Phân đoạn chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 10: Kinh niệm xứ. Satipatthana Sutta. Phân đoạn 46 tiếp theo: Quán thân niệm hơi thở sẽ được Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính nhân Bích Trinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và cảm ơn Hoan Nghiệp. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 10 kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, 46 tiếp theo: Quán niệm thân, quán thân niệm hơi thở do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh niệm xứ.
Thực ra thế thì và cái này chúng ta đã học qua rồi. Lúc trước chúng ta học đến 15 ngày. Bây giờ khi mà chúng ta học trở lại thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta học tóm lược nội dung chi pháp như vậy cũng đủ. Nhưng mà khi chúng ta nhận được bài đó thì mới biết là Thượng Tọa Giác Đẳng vẫn cho học phân đoạn chi tiết. Hôm nay cũng chỉ đơn giản, nếu chúng tôi không có nhầm thì hôm nay chỉ học có niệm hơi thở ở trong quán thân, thân quán niệm xứ thôi. Niệm hơi thở trong thân quán niệm xứ. Như vậy thì chúng ta cứ ít nhất là chúng ta có 5 ngày. Nếu mà chính cái đề mục, chính cái hài cốt mà chúng ta học mỗi ngày mỗi hài cốt thì như vậy chúng ta mất 9 ngày nữa. Thì như vậy 9, 4, 13 ngày chúng ta mới xong thân quán niệm xứ. Cái này thì chúng ta từng thì bây giờ mời Phật tử MC nha, đọc cho bài học. Sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Dạ, cảm ơn Ba Nguyệt. Dạ, con xin được phép học phần chánh văn. Hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Ma Di Ca. Dạ. 10. Kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, phần đoạn tiếp theo. 46. Quán thân niệm hơi thở. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phần đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Quán thân niệm hơi thở. Và này các tỳ kheo, và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Thở vô dài vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hai thở ra dài vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn vị ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài tuệ tri, tôi quay dài. Hay khi quay ngắn, tuệ tri, tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo có thở vô dài, tuệ tri, tôi thở vô dài. Hai thở ra dài, tuệ tri, tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Vì ấy tập, cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập.
an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Bốn niệm xứ gồm có: A. Sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. B. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. C. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. D. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Các cụm từ quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, theo sơ giải có ba ý nghĩa. A. Muốn hiểu cái nào thì phải quán sát cái đó. Muốn lãnh hội bản chất của thân thì lấy thân làm đối tượng quán chiếu. B. Đó là sự chú ý đơn thuần. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, không thêm hồng chút lục. Tôi thở, cảm giác thọ của tôi, tâm thái cao cả của tôi, vân vân. C. Đối với tất cả chỉ có ghi nhận bằng chánh niệm, không bằng ái luyến hay ghét bỏ. Nói cách khác, đối với thân, thọ, tâm, pháp, chỉ xem là đối tượng của chánh niệm. Nhiệt tâm, atabi, ở đây nghĩa là trong sự quan sát phải có yếu tố của tinh tấn tích cực. Đôi khi phải tự nhắc, nếu mình chết bất ngờ sẽ không có cơ hội tu tập chánh niệm. Tỉnh giác, sampajjano, là có ý thức trọn vẹn những gì xảy ra ở thân tâm và chung quanh, không phải chỉ có một điểm. Ví dụ người đi đường vừa ý thức rõ bước chân và cũng tỉnh táo với đường đi lối về, chánh niệm sattimā là hướng sự chú ý vào hiện tại, ở đây và bây giờ. Nói cách khác là quan sát những gì vừa xảy ra hoặc đang xảy ra ở thân và tâm. Chế ngự tham ưu ở đời. Ví này giá lô kê Aphicca đồ Samanat sầm là tập nhìn mọi sự vật vượt ngoài thái độ thường tình, tham luyến, ghét bỏ. Đối với hành giả, mọi thứ được ghi nhận qua hai phương diện hiện khởi và biến mất, sanh và diệt, chứ không đặt nặng thích hay không thích. Câu vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, bích khúc ca dê ca gia nước bát si viharati. Theo sớ giải thì trong trường hợp này, chữ tỳ kheo bích khú không chỉ riêng cho việc xuất gia hoặc đại thọ giới, mà chỉ cho tất cả hành giả tu tập sống viharati hay trú, chỉ cho sự tập trú mọi sinh hoạt của đời sống chung quanh sự hưng tu chánh niệm. Quán thân trên thân ca dê ca gia nước bát si chỉ cho sự quán sát thân thể hay hiện tượng được vật chất của 14 đối tượng. Cũng dịch là đề mục niệm hơi thở, niệm bốn tư thế của thân, niệm cử chỉ của thân, niệm các thể trược, niệm tứ đại và chính pháp niệm tử thi hài cốt. Câu ở đây, tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nơi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, có hai điểm quan trọng. A. Đối với người mới thực tập còn trong giai đoạn huân tu chánh niệm thì những nơi thanh vắng, ít bị quấy rầy, ít phận sự phải làm, có thể tự chủ được thì giờ sinh hoạt và điều rất cần thiết. B. Trong phép niệm hơi thở,
một phép niệm căn bản cho hầu hết hành giả, thì bước đầu cần ngồi kiết già, khóa chân cho thân vững vàng, không dễ dao động. Lưng thẳng cần thiết cho sự hành trì lâu dài và tăng trưởng nội lực, tinh tấn. An trú, chánh niệm trước mặt, hướng tâm chú ý theo cách tự nhiên. Ở đây chỉ cho trường hợp niệm hơi thở. Niệm hơi thở trong tứ niệm xứ được Đức Phật dạy thế nào? Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. Có nghĩa là hành giả tỉnh táo nhận biết sự hiện hữu vô ra của hơi thở. Thở vô dài, vị ấy biết rõ, thở vô dài. Hai thở ra dài, vị ấy biết rõ, thở ra dài. Hai thở vô ngắn, vị ấy biết rõ, thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, vị ấy biết rõ, thở ra ngắn. Có nghĩa là hơi thở ra vô dài ngắn tùy theo cảm xúc và sức khỏe. Có lúc thở vô ngắn mà thở ra dài, như thở dốc. Hoặc có lúc thở vô dài, thở ra ngắn, như thở buông. Hành giả nhận rõ thời lượng dài ngắn của hơi thở mà không phân tích xa hơn hai tại sao. Cảm giác toàn thân thở vô vì ấy tập, cảm giác toàn thân thở ra vì ấy tập. Có nghĩa là nếu không có những chi phối của đau nhức thì hành giả có thể thấy rõ hơn. Thở ra vào ảnh hưởng toàn bộ thân thể. Hành giả có thể cảm nhận hơi thở không phải một điểm mà toàn châu thân. Riêng phần này, Ngài Mahasi Sayadaw đặc biệt nói đến sự cảm nhận hơi thở qua tác động phòng, xẹp của bụng. Nhiều vị thiền sư không đồng tình với hai lý do. Thứ nhất, niệm phòng xẹp chỉ tập chú vào cái bụng hơn là toàn thân. Thứ hai, niệm cảm giác toàn thân thở ra vào không dành cho người mới bắt đầu mà sau khi đã quen thuộc với hơi thở ra vào dài ngắn. An tịnh toàn thân thở vô, vị ấy tập an tịnh toàn thân thở ra, vị ấy tập. Câu này dịch chính xác là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Thân hành Kayasankhara chỉ cho hơi thở an tịnh, thân hành Pasamphayam Kayasankhayam là hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên. Nói cách khác là hành giả không còn vật lộn với hơi thở. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Alo. Alo. Dạ, đại quý vị. Thì bữa hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học mà nói về bốn niệm xứ. Thật sự thì bữa nay thì chúng ta mới đi vào cái đề mục quán thân. Hôm qua thì chúng ta nghe Thượng Tọa Tuyệt Quyền thuyết về cái cách tổng quan của bài kinh. Nhưng mà riêng về hôm nay thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy về niệm hơi thở hay là niệm niệm thân, quán thân. Thì quý vị biết là hơi thở, bởi vì thân hành là hơi thở. Cái hơi thở ra vào đó, nếu mà cái hơi thở không có thì chúng ta không còn sống. Nên khi mà chúng ta hiểu cái hơi thở nó có trong cái thân chúng ta, bất luận là loài nào. Nhưng mà đối với loài người thì được nhất là những người mà có duyên ở trong cái sự luân hồi, muốn tu tập cái sự giác ngộ giải thoát, cũng như những người nam nữ cư sĩ mà đã có cái tâm muốn cầu cái sự giác ngộ giải thoát, thì những người đó được tái sanh trở lại làm người là điều kiện thuận lợi nhất để tu tập. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy cái từ vị tỳ kheo, hay là nói chung là những người hành giả, mình muốn tu tập á, thì thường thì quý vị biết rằng chúng ta hãy kiếm một cái chỗ trống, hay là một cái chỗ yên tĩnh, nhất là cái âm thanh nó không đi vào cái lỗ tai chúng ta, để nó làm quấy cái niệm. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái cảnh lớn á, thì nó chi phối tâm chúng ta.
Cảnh lớn ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng cảnh lớn hay cảnh rất lớn á, thì tâm nó sẽ sanh khởi. Như là cái lỗ tai chúng ta đó thì có cảnh thinh. À, một cái tiếng ồn á, nó sẽ đi vào cái lỗ tai chúng ta và làm chúng ta đó không có tập trung được trong cái hơi thở. À, vì cảnh của cái cảnh thinh rất lớn, thành nó chi phối cái tâm của chúng ta, thì cái tâm nhĩ thức nó sẽ sanh lên để nó nghe cảnh thinh. À, chính vì như vậy nên chúng ta muốn tu tập đó là chúng ta phải tìm một cái chỗ yên tịnh, tương đối yên tịnh, hoặc là một cái phòng mà tương đối cái âm thanh đó, cái âm thanh nó không có vào trong cái phòng đó được. Ví dụ giờ chúng ta thấy một cái người mà họ muốn tu tập mà ở chỗ đông người đó, ở chỗ mà thành thị đó, thì họ làm một cái phòng kính, một cái phòng kính đó nó ngăn được cái tiếng ồn, những cái tạp âm đi vào trong cái phòng đó, và người đó vào trong cái phòng đó để ngồi tu. Nên thường thường thì chúng tôi nói quý vị biết rằng có nhiều vị tỳ khưu đó muốn muốn tu tập ở trong cái hang. Cái hang thì có nghĩa là nó sâu ở trong và nó có thể cái tiếng ồn nó không vào được. Thành ra có nhiều vị tỳ khưu cũng thiết kế những cái phòng đó, nó có những cái núi hoặc là những cái vách dày, những cái âm thanh nó không có vào được để cho những vị đã tu. Hiện giờ thì là như vậy. Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng cái thời kỳ đó thì những cái công nghệ về âm thanh loa âm ly rồi đó thì gần như nó không có được phát triển như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì những âm thanh nó được phát ra rất là lớn nhờ những cái công suất của những cái loa. Chính vì như vậy nên ở đây chúng ta biết chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta phải tìm cái chỗ tương đối yên tịnh để không bị quấy nhiễu bởi cảnh sắc hay là cảnh thinh, là những cái âm thanh. Từ đó chúng ta mới có thể dễ dàng tu tập. Như vậy thì đó là cái chuyện mà một cái vị hành giả hay là một vị tỳ kheo, mình gọi chung là cái người muốn chấm dứt luân hồi, người đó khởi thân tu tập quán niệm về về thân. Và cái đề mục đầu tiên của niệm thân là chính là cái hơi thở. Cái hơi thở là một cái đề mục mà tất cả mọi người ai cũng có thể tập được. Và ở đây á, thì Đức Phật ngày dạy đó, chúng ta có chánh niệm là chúng ta có cái sự ghi nhận, có tỉnh giác và sự biết, ghi nhận của hơi thở và biết cái hơi thở nó vô ra dài ngắn. Như vậy á, thì quý vị đó đã có cái khái niệm về cái sự tu tập và hơi thở vô ra như vậy đó, thì chúng ta tập ngồi thiền vào những lúc mà thường thường thì đối với Phật tử chúng ta bây giờ đó, thì những cái lúc người ta ngủ mình tập ngồi nó dễ hơn là cái lúc người đời thức thì nó rất là ồn. Nên chúng ta có thể tập như vậy, rồi chúng ta có thể vào trong những cái trường thiền. Vì thường thường đa số những trường thiền đó là họ xây dựng đó, nó cách xa những cái sự phồn hoa đô thị, tương đối cái chỗ đó là cái chỗ ít ồn ào, ít có bị ồn ào, ít có bị huyên náo. Và tất cả mọi người trong trường thiền đó, họ đều yêu cầu chúng ta là không nói chuyện, hay là chúng ta có những cái khẩu hiệu là chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta thấy cần thì chúng ta mới nói, còn không cần chúng ta không nói. Chính vì điểm đó nên những cái người họ tu thiền là đồng một cái tư tưởng là họ muốn tu tập, nên khi họ bước vào trong cái trường thiền nó có cái nội quy của thiền viện, thiền đường là như vậy. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy khi một người mà bước vô như vậy đó thì ngồi nhắm mắt, hay là người đó ngồi nhắm mắt rồi người đó theo dõi cái hơi thở. Và thường thường chúng ta biết rằng cái hơi thở vô ra dài ngắn đó nó đều là do cái thân của chúng ta. Cái thân chúng ta khi mà chúng ta mệt đó, thì cái hơi thở vô ra đều dài. Nhưng mà khi chúng ta ngồi yên đó, thì cái thân của chúng ta nó không có bị vận, không có vận hành đó. Cái nhiệt huyết hay là tim mạch ở trong cơ thể chúng ta nó không có vận hành nhiều đó, thì lúc bây giờ cái hơi thở sẽ ngắn. Điều này nó rất là thực tế, quý vị thấy mỗi lần mình chạy đó thì mình thở rất là dài. Mình thở vô ra rất là hỗn hển, nhất là khi mình lên dốc hay là lên cầu thang hay là lên núi. Thì chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta nó rất là dài và thở rất là dốc. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi yên đó, thì cái thân hành chúng ta nó trở lại cái trạng thái vận hành đó, không có bị thôi thúc mà do cái nhịp tim, nhịp máu hay là hơi thở
nó không có thôi thúc do cái sự mệt nhọc của sự leo trèo, thì cái phổi chúng ta nó sẽ không có vận hành nhiều, thành ra chúng ta vô là nó sẽ ngắn hơn. Như vậy thì khi mà chúng ta là người tu tập thì chúng ta chỉ theo dõi hơi thở và chúng ta không có điều khiển hơi thở. Bởi vì hơi thở ra vô nó vẫn có. Thí dụ chúng ta để ý lúc mà chúng ta không có tu tập, nhưng mà khi chúng ta nằm trên 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 cái võng hay cái giường đó, chúng ta tập theo dõi thử coi, lâu lâu mình quay vô các mình thấy hơi thở nó như thế nào thì mình biết như thế đó thôi. Nhưng mà khi thường thường chúng ta ngồi thì chúng ta hay điều khiển hơi thở. Và chính những người điều khiển hơi thở đó thì họ họ thở ra, họ cũng có cái tâm giống như là đẩy cái hơi thở ra. Còn khi họ hít vào đó, họ có cái tâm giống như là đẩy hơi thở vào. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta cứ để yên cái hơi thở đó nó ra vào như thế nào thì chúng ta để yên như thế đó, là một chánh niệm theo dõi cái hơi thở thôi, chứ không không chứ chúng ta không có điều khiển cái hơi thở. Như vậy thì trong cái bài kinh này đó, nói rằng cái hơi thở vô ngắn hay là cái hơi thở ra ngắn, hay cái thở hơi thở vô dài hay là hơi thở ra dài, thì mình biết cái hơi thở vô ra nó sẽ làm cái cơ thể chúng ta từ vai, từ bụng, từ hông của chúng ta đó, thì cái hơi thở hít vào đó, hít vào đó, thì cái buồng phổi chúng ta nó sẽ thu nạp và cái hơi thở, cái không khí vào cái buồng phổi. Và khi mà chúng ta thở ra đó thì chúng ta phổi chúng ta làm việc là đẩy cái không khí ra, và cái bụng chúng ta nó sẽ từ từ nó sẽ xẹp lại. Nên chính vì như vậy đó, cái hơi thở ra vào nó giống như cái người bơm cái bong bóng. Khi có hơi thở vô thì cái bong bóng nó căng, nhưng mà khi xả cái hơi ra đó, thì cái bong bóng nó xẹp. Cái người mà tu tập đó, chỉ có theo dõi cái sự mà căng phòng hoặc là cái sự xẹp xuống thôi, chứ mình không có điều khiển cái hơi thở. Như vậy thì quý vị biết rằng giống như một cái người mà họ bơm cái bong bóng đó, thì do cái hơi nó vào nhiều như thế nào thì bong bóng nó căng lên như thế đó. Nhưng mà cái người bơm họ chỉ để ý cái bong bóng, khi mà không quá căng thì nó không nổ. Nhưng mà khi họ muốn xả cái bong bóng để cho xẹp xuống, để họ gom lại những bong bóng cho gọn đó, thì họ xả nó xẹp xuống và họ biết rằng hơi nó không còn nữa thôi. Thì khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta cũng giống như cái người bơm bong bóng vậy. Cái thân chúng ta đó bình thường nó vẫn có hơi thở ra vào, nhưng mà chúng ta không có theo dõi nó, không có chánh niệm tỉnh giác để biết và quan sát nó, nên nó cái hơi thở đó nó vẫn có thở nhưng mà chúng ta không có nó. Và khi không biết như vậy đó thì chúng ta nghĩ rằng mình sống, mà mình không hiểu rằng mình sống là cái do cái hơi thở ra vào, mà hơi thở nó không ra vào thì mình sẽ chết. Nên vị đó khi mà tu tập niệm hơi thở đó, cũng đồng hiểu với sự vô thường. Cái hơi thở nó vô và ra đó. Nếu mà nó vô mà nó không ra thì chúng ta chết, mà nó ra và nó không vô thì chúng ta cũng chết. Như vậy á, thì mình thấy cái hơi thở ra vào nó cũng là vô thường. Chính vì như vậy á, nên khi mà mình theo dõi cái hơi thở đó thì mình thấy được cái hơi thở nó cũng nó vô là khác, nó ra là khác. Cái hơi thở vô đó thì nó mát, nhưng mà cái hơi thở ra thì nó nóng. Bởi vì từ trong cái con người chúng ta đó, những cái nhiệt lượng nó có, và khi chúng ta thở ra thì cái hơi thở nó sẽ nóng. Và khi mà chúng ta hít vào đó, vì cái không khí bên ngoài nó trong lành, nên khi chúng ta hít vào đó thì nó sẽ mát. Nếu mà chúng ta cảm nhận được những cái hơi thở mà lúc nào lửa cháy nóng đó, mình hít đó, mình thấy nó nóng. Nhưng mà nếu không có đó thì sẽ không có nóng, do cái không khí nó mát và do cái bên ngoài nó mát hơn ở trong cái thân nhiệt của chúng ta. Như vậy á, chúng ta tu tập chúng ta cũng phải có cái sự hiểu biết như vậy, để chúng ta thấy rằng cái hơi thở ra vào đó là những cái sự tự nhiên của cái thân này, và chúng ta chỉ dán tâm của mình vào trong cái hơi thở để biết được cái hơi thở ngắn hay dài. Như vậy á, thì khi mà nói đến cảm giác toàn thân á, là cái thân chúng ta nó được căng phòng do hơi thở hít vào, hoặc là cái thân chúng ta nó không có căng phòng mà do cái hơi
Con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Đạo tràng chúng con không nghe âm thanh của sư nữa, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại. Thưa quý vị, có lẽ thượng tọa pháp đăng đã bị gián đoạn được truyền, chúng ta sẽ chờ đợi thượng tọa pháp đăng trở lại. Ở trong lúc chờ đợi thì chúng tôi xin được tiếp lời của thượng tọa pháp đăng. Chúng ta có bốn pháp niệm là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Riêng về thân quán niệm xứ phần đầu thì lại khởi sự với pháp niệm hơi thở. Mới nghe thì có thể chúng ta có một cái cảm tưởng là niệm hơi thở là một ở trong chính pháp niệm thân, và niệm thân là một trong bốn pháp niệm xứ, thì niệm hơi thở cũng giống như những pháp niệm khác. Nhưng mà kỳ thật thì pháp niệm hơi thở là một pháp niệm rất là căn bản vỡ lòng, và chẳng như vậy mà rất là quan trọng để bất cứ hành giả nào muốn tu tập tứ niệm xứ thì cần làm quen với hơi thở. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong tất cả những đề mục niệm có một cái đối tượng mà luôn luôn hiện hữu và rất là bền bỉ, rất là nhẹ nhàng, thì đó phải là hơi thở. Và khi mà chúng ta có khả năng để niệm hơi thường xuyên thì thưa quý vị, từ đó có thể được áp dụng vào ở trong những cái pháp niệm khác. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là mình ăn thì có rất là nhiều món, và món mặn, món ngọt, món đầy món khác, nhưng mà cơm nó vẫn là cái cơ sở chính. Thì khi hành giả hành tứ niệm xứ mà chúng ta nhìn pháp niệm hơi thở như một cái nhìn qua loa, tức là chúng ta quên đi pháp niệm hơi thở là một căn bản. Ở trong trung mục kinh này có những bài kinh như là kinh nhập tức xúc tức niệm, tức là kinh thở ra vô, niệm thở vô, niệm thở ra, và một số các bài kinh khác thì Đức Phật ngài đặc biệt chú trọng vào pháp niệm hơi thở này. Nó không phải chỉ hẳn là một bài học vỡ lòng, mà còn là một cái sự thực hành căn bản thường xuyên của bất cứ hành giả hành tứ niệm xứ nào. Thưa quý vị, thỉnh thoảng trong đời sống của chúng tôi đó, có một vài trường hợp mà chúng tôi trắc nghiệm là khi mà nó có những cái xáo trộn trong cuộc sống, trong sinh hoạt, thì chúng tôi thường tự đặt câu hỏi rằng những giờ phút đó mình thử niệm vào hơi thở để xem cái khả năng của mình có bám trụ được cái điều đó hay không. Và nếu mà chúng ta niệm hơi thở mà hơi thở là một cái đề mục, tức là một cái chỗ chịu chính rồi, thì qua đó chúng ta mới hiểu được là cái khả năng định tâm, hay chúng ta hiểu được là tâm của chúng ta bị chi phối đến mức độ nào. Hơi thở có thể rất là trung lập thôi, khác với những cái quán như là quán về vô thường, khổ, vô ngã, v.v. thì pháp niệm hơi thở chỉ đơn giản bắt đầu là hơi thở ra, hơi thở vào. Nói một cách khác là chúng ta đem sự chú ý của mình vào một cái đề mục, một điểm mà có thể ban đầu
chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán, cảm thấy như là không có cái gì hào hứng. Nhưng mà kỳ thực là về lâu về dài thì hơi thở là một cái cách để huân tập cả hai khả năng, tập trung tư tưởng và tỉnh táo. Tại sao vậy? Thứ nhất là con người chúng ta hay đi tìm những cái gì hào hứng, những gì hấp dẫn. Như là ngày hôm nay mà chúng tôi đang ở tại Texas, ở tại thành phố Houston, nơi mà bệnh dịch đang hoành hành ở cái mức độ gọi là một tâm điểm của nước Mỹ. Và ở tại Texas thì Houston lại là một tâm điểm nặng nhất. Khi mà nhiều người không có thể đi ra bên ngoài và ở nhà, thì quý vị lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng mình không có thoải mái. Bởi vì sao vậy? Bình thường chúng ta cũng ở nhà, nhưng mà mình luôn luôn với một cái tâm trạng là sẵn sàng để ra bên ngoài nếu mình muốn. Bây giờ cũng ở nhà, nhưng mà với cái tâm trạng rằng mình không được ra bên ngoài, thì ra bên ngoài sẽ lây nhiễm. Thì lúc đó mình thấy rằng cái nơi mà mình ở đó nó hơi tồi túng. Thì giờ mình có là sự dư thừa. Cái cảm giác chán ngán, cảm giác dư thừa đó, nó người tu tập mình niệm hơi thở. Một người có khả năng niệm hơi thở thì nhận ra rằng đây là cái cơ hội rất là quý báu. Bởi vì mình ít bị chi phối, mình có thể ngồi yên và có thể tập trung vào hơi thở. Điều một hành giả cần tâm niệm khi bắt đầu tu tập vào pháp thứ niệm xứ là nên hiểu cái thói quen. Cái thói quen đi tầm cầu cái mà mình gọi là khả ái khả ý, đi tìm cầu cái hào hứng, cái thích thú. Không có thì bày ra có. Ví dụ như đời sống bình thường rất là an lạc, nhưng mà rồi chúng ta muốn cuối tuần này tổ chức một chuyến đi biển, tổ chức một buổi tập hợp bạn bè, hay bày ra chuyện này chuyện kia. Và mình tu tập càng lâu thì mình mới hiểu rằng cái sự truy cầu đó nó là một ở trong những nguyên nhân tạo ra rất nhiều rắc rối cho đời sống của chúng ta. Và điều đó nó cũng có nghĩa là chúng ta không có bằng lòng với cái gì đang có. Mình có thể đi ra đi vào nhẹ nhàng tự tại, không, mình không muốn như vậy. Mình có thể ngồi xuống nhìn vào hơi thở một cách nhẹ nhàng, mình không muốn như vậy. Mà mình muốn bày vẽ chuyện này, bày vẽ chuyện kia để cho mình cảm thấy là nó vui, hào hứng. Nhưng mà kỳ thật, suốt cuộc đời của chúng ta đã đi tầm cầu cái đó rất nhiều. Khi mà mình bắt đầu tu tập rồi thì mình hiểu rằng nên tập làm quen với hơi thở, nên gặp an lạc với hơi thở, nên tập sống với hơi thở. Hơi thở nó không có cho chúng ta cái cảm giác rất là thích thú. Như trường hợp là bây giờ mình có cái thói quen là thân thiết với cái điện thoại. Tại sao thân thiết với điện thoại? Mình bật ra, mình có thể coi những cái nhắn tin, cái tin nhắn của người này người kia. Mình bật điện thoại ra, mình có thể theo dõi tin, mình bật điện thoại ra có thể lên mạng xã Facebook vân vân. Thì lúc đó mình phải đặt câu hỏi trở lại là bây giờ chúng ta làm thế nào đó để mà chúng ta giảm thiểu việc đó đi, dành thì giờ để luyện hơi thở. Không nhất thiết là mình phải cắt liền, phải cắt đứt ngay lập tức với điện thoại, nhưng mà bớt thì giờ với điện thoại lại và dành nhiều thì giờ hơn để sống với chính mình, sống với hơi thở. Thì cái cảm giác đầu tiên mà chúng ta có là cảm giác rất là buồn chán. Cái buồn chán đó không phải là vì đơn thuần là hơi thở không có gì hấp dẫn, mà buồn chán là vì chúng ta sống ngược lại với thói quen. Và thói quen của chúng ta là gì? Thói quen là đi tìm cái này tìm cái kia, và cái đi tìm cái này tìm cái kia sẽ làm cho chúng ta khổ, rất là khổ. Như trong trường hợp mà chúng ta nằm ở trên giường bệnh, một trong những lý do mà chúng ta khổ là chúng ta không đi tìm được cái này và cái kia, mà mình cảm thấy là hào hứng, cảm thấy buồn. Nhưng mà nếu chúng ta vốn đã được trang bị sẵn một cái đời sống có khả năng sống nhẹ nhàng,
sống yên lặng với hơi thở, thì nó sẽ cho chúng ta một cái kinh nghiệm khác. Chúng tôi làm việc, thưa quý vị, có những giai đoạn làm việc giáo hội chúng tôi gặp nhiều cái biến động lắm. Và cái biến động đó là có rất nhiều người họ lên TV, lên radio, rồi họ đăng báo, rồi họ lên email, lên internet, họ chửi bới đủ chuyện hết. Thì phải nói một điều rằng, một ở trong những cái căn cứ địa mà chúng tôi tìm thấy, cảm thấy rất là an lạc đó, là chúng tôi tự đặt câu hỏi là ở trong giờ phút đó mình có quên đi hơi thở không? Rất đơn giản, mình có quên đi hơi thở không? Và mình có khả năng ngồi xuống trong hoàn cảnh như vậy để mà mình nhìn vào hơi thở không? Cũng như bây giờ bệnh dịch đang xảy ra, ở bên ngoài đang có những cái biến động xã hội, đang có những cái tranh chấp về bầu cử, đang có những cái thông tin là bệnh dịch ngày càng lan rộng bao nhiêu thứ, thì những thứ đó thay vì mình buông mình theo dòng nước, để mình giống như một chiếc lá ở trong một cái dòng chảy rất là mạnh, dòng cuồng lương. Khi mình làm chiếc lá thì nó nhận mình xuống, nó đẩy mình lên, đẩy mình xuống. Thì thay vì mình buông mình theo dòng nước đó, thì mình thử ngồi trở lại để nhìn vào hơi thở. Hơi thở có thể là không có hấp dẫn, không có hào hứng, nhưng mà hơi thở cho chúng ta sự trầm tĩnh, cho chúng ta sự điềm đạm, cho chúng ta có cái khả năng và cái khả năng tương đối là ổn định. Thì cái khả năng ổn định đó đó, nó không đơn thuần là một cái trạng thái an ủi hay một cái cảm giác xoa dịu, mà cái sự ổn định đó dựa trên hai cái yếu tố là niệm và định. Niệm là tỉnh giác, định đó là sự bền bỉ. Đối với một đề mục, ví dụ hơi thở, trong 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, chúng ta vẫn kiên nhẫn với định. Giống như một người làm vườn. Làm vườn không phải là một cái thú vui mà hào hứng giống như đi Las Vegas đánh bài hay là đi coi một đại nhạc hội. Nhưng khi một người mà đã vui với cái việc làm vườn rồi, thì người đó có thể trở về tìm thấy được sự an tịnh trong một góc sân mình mà không có lệ thuộc vào thế giới ở bên ngoài. Chúng tôi nhắc quý vị rằng chúng tôi đang tiếp lời của Thượng tọa Pháp Đăng, vì không biết là Thượng tọa Pháp Đăng vì trục trặc kỹ thuật gì, khi nào Pháp Đăng trở vào và Thượng tọa có dấu hiệu quý vị quan hệ cho hay, và nếu Thượng tọa Pháp Đăng có thể cầm biết được thì Thượng tọa quan hệ cho biết để trao biết lời cho Thượng tọa. Ôi dạ, và kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, con xin sám hối chị Tăng với Phật tử. Thật sự quý vị biết rằng cái đường truyền nó yếu đó. Nó quay hoài như vậy đó, mình cầm cũng không được, mình thả cũng không được quý vị. Cầm thả cũng không được. Mình phải chờ nó kết nối lại rồi mình mới nói chuyện được. Thì con rất là tri ân thần tội Giác Đẳng đã có thêm vào cái thời gian mà con không có vào được, con không có nói được. Như là lời của chư Tăng giảng thì quý vị thấy rằng đối với bản thân chúng ta mà sống được với bản thân của mình đó, thì mình phải có một cái đề mục nào đó. Bởi vì thường thường chúng ta biết tâm của chúng ta đó, nó biết cảnh này cảnh kia mà nó thường quen với những cảnh dục. Nên thường thì chúng ta sanh vào cõi dục đó, là do chúng ta thường thích những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cảnh hào hứng hoặc là cảnh pháp tương ưng với dục. Nhưng mà khi chúng ta muốn thoát ly dục đó, vì chúng ta biết là những cảnh sắc thinh cái gì đó nó khuấy động và nó là cái chất liệu cho dục, chất liệu của dục, mà chất liệu của dục thì tăng trưởng tham ái. Chính vì như vậy nên khi chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta phải tập trung theo dõi hơi thở. Và cái đề mục hơi thở là cái đề mục niệm thân mà dễ tu nhất đối với tất cả mọi người. Khi một hành giả, bất luận là người nào đó mà muốn tu tập đó, thì đều có thể tu tập đề mục niệm thân được. Vì để chúng ta tập tăng cường cái niệm và cái tỉnh giác thôi.
Chúng ta tập đầu tiên là cái đề mục niệm thân để tăng cường cái niệm và cái tỉnh giác. Cái niệm đó thường Đức Phật ngày thí dụ trong kinh nó giống như một con trâu hay một con bò hay con ngựa quan đó, mình muốn muốn thuần hóa nó đó, thì điều trước tiên á, những cái cách giải khác đó thì mình phải giải cho nó, nhưng mà cái đầu tiên là mình phải đóng cái cọc thật là cứng xuống đất, rồi mình lấy cái sợi dây mình xỏ vào cái giàm của nó đó, nó đi ở xung quanh cái cột đó, nó đi hồi nó mệt thì nó nằm xuống. Thì cũng giống tâm của chúng ta vậy quý vị, tâm chúng ta thường lang thang trong các cảnh sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Bây giờ chúng ta muốn tu tập đó thì chúng ta phải tập có chánh niệm. Chánh niệm đó giống như cái cọc được đóng xuống, và cái sợi dây cột vào cái lỗ mũi con bò đó nó giống như cột vào cái hơi thở vậy. Rồi nó đi vòng 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 đó, nó không có chạy đi. Cái đó là cái tập đầu tiên. Từ cái tập đầu tiên đó chúng ta sẽ tập cho nó mang ách, hay là tập cho nó vào xe đó, là cái tập sau. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà muốn tu tập để phát triển bốn niệm xứ đó, thì cái đề mục niệm thân là cái đề mục dễ nhất cho tất cả mọi người. Chính vì điểm đó đó, chúng ta tập theo dõi cái hơi thở thôi. Nhưng mà thật sự đó, thì cũng như lời Thượng Đạo Nhất Đẳng đó, thì chúng ta thấy rằng vì chúng ta quen những cảnh hấp dẫn rồi, bây giờ chúng ta ngồi yên lại đó, thì chúng ta rất là khó để ngồi yên. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người người Phật tử có, hay là người có cái sự suy nghĩ đó, chúng ta làm để nuôi thân, vất vả lăn lộn để duy trì cái thân này. Nhưng mà giờ chúng ta làm gì để nuôi tâm? Mà tất nhiên chúng ta phải tu tập. Bây giờ chúng ta tu tập cái đề mục niệm xứ đó, là cái đề mục hơi thở, là cái đề mục dễ tu tập nhất, và rất là dễ đối với tất cả mọi người. Khi mình có hơi thở, mình chỉ có một cái phận sự phải làm, đó là ngồi yên để theo dõi hơi thở ra vào, để mình tập trên một cái thói quen. Rồi từ cái thói quen của mình có đó, mình thấy người đời đó họ lăng xăng líu xíu ở trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, rồi những cái xã hội bất ổn đó cũng vì người ta như vậy. Quý vị thấy một cái người mà không tu đó, họ bị cấm cấm ra ngoài đường đó, là một cái nỗi khổ kinh khủng đối với họ. Nên những cái xã hội như vậy đó, người ta thống kê những stress đối với họ, hoặc là căng thẳng đối với họ đó rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra đó, điều đó không làm khó những cái người Phật tử xứ Miến Điện, vì họ quen tu tập rồi, thì họ thấy khi mà cấm lây lan như vậy đó, thì họ ngồi họ yên họ tu thôi. Thì họ thấy rằng cái sự ngồi yên của mình tu đó, để mình giúp cho xã hội, giúp cho chính quyền, giúp cho những người họ điều phục Covid dễ hơn. Người nào, bởi vì thường thường chúng ta thấy những cái cuộc bạo loạn đó là những cái cuộc lây lan mạnh nhất về cái Covid. Những cái sự xuống đường, những cái sự đi đòi hỏi đó tập trung lại trở thành một cái số đông, và chính cái sự lây lan nó rất là nhiều. Nên khi một người mà tu tập được cái đề mục niệm hơi thở đó, mình mới thấy mình được hạnh phúc, mình mới thấy mình được Đức Phật đó, là đấng thiên nhân chi đạo sư đó, ngài tìm cái sự an lạc cho chúng sanh, và ngài dạy khi mà chúng ta có cái sự điều phục được hơi thở đó, chúng ta sẽ thấy được thế gian này đang đảo lộn, và tâm của chúng ta đó đang được bình an. Chính vì như vậy đó, chúng ta tập tập tu và chúng ta tập theo dõi như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng thật sự đó, Đức Phật nói về con người rất là khó. Con người mà khi khó đó, vì mỗi người có tham sân si, và tham sân si đó nó diễn tiến qua các cái giác quan, mắt đối với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý cảnh tác. Và những cái cảnh dục đó nó hấp dẫn chúng sanh. Bởi vì dục nó có sự hấp dẫn, nên những cái vị ngọt của cảm thọ, hay là vị ngọt của sắc, hay vị ngọt của dục đó, nó có sự hấp dẫn đối với tất cả chúng sanh. Và chúng sanh bị chìm trong cái đau khổ đó, bây giờ chúng sanh muốn thoát ly đau khổ, hãy tập thử niệm hơi thở. Và cái sự tập tu niệm hơi thở đó, để chúng ta có thấy rằng hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, và chúng ta tập 5 phút, 10 phút tập được như vậy đó, thì mỗi ngày một chút. Và chính cái sự tập đó giống như là cái con trâu mà được đóng cái cọc rồi cột cái vào cái lỗ mũi nó. Nó có dùng dễ cách mấy thì nó cũng đi vòng vòng nữa thôi, rồi cuối cùng nó mệt, nó cũng nằm xuống. Cái tâm của chúng ta đó, thật sự là muốn tu tập theo hơi thở nó không phải dễ quý vị. Mình ngồi đó mình nhớ đủ thứ hết đó. Mình bị tham dục cái đó, nó cứ kéo lôi mình vào cảnh sắc dục, thinh dục. Mình ngồi đó mình
nhớ thì mình mơ màng chuyện kia, mình nhớ lại chuyện nọ, mình mong mỏi những cái gì mà mới lạ, mình mong mỏi những cái gì mà đã có. Những cái điều đó nó cứ khuấy động trong tâm của chúng ta. Nên chính khi một người mà ngồi theo dõi được cái đề mục hơi thở đó, mới đầu mình chỉ thở vô dài, biết thở vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Nhưng mà rồi từ từ đó, cái an tịnh thân hành đó, tôi thở thở vô đó là một bước tiến quý vị. Một bước tiến thứ hai, khi mà cái hơi thở mình quen rồi đó, thì cái sự căn phòng của thân, cái sự phòng của thân cơ thể chúng ta đó. Bởi vì khi mà chúng ta thở vào đó thì toàn bộ phổi chúng ta hít thở vào thì toàn bộ chúng ta phồng ra. Nó giống như một cái người bơm cái bong bóng vậy, bơm cái hơi vào thì cái bong bóng nó sẽ căng toàn diện, nó sẽ bự lên. Và khi mà xả cái hơi thở trong bong bóng đó, thì cái bong bóng sẽ xẹp xuống. Thì cái cơ thể chúng ta đó nó cũng như vậy, vì những cái hơi thở ra vô cái thân chúng ta đó, nó có cái sự cảm giác của thân của chúng ta đó, nó bị cái hơi thở nó vào đó, cái hơi thở hít vào đó, nó làm cho cái cảm giác của thân chúng ta nó căng phồng ra, và nó thở ra nó là cái thân chúng ta nó xẹp xuống. Và chúng ta theo dõi những cái cảm giác toàn thân như vậy, toàn thân như vậy, đó là cái sự cảm giác của vùng ngực, vùng vai, vùng bụng, có như toàn thể cơ thể chúng ta đó, giống như cái bong bóng vậy. Khi bơm vào đó, thì chúng ta không thể nào nói rằng cái khoảng trên của bong bóng nó nở mà khoảng dưới bong bóng nó không nở, mà toàn bộ cái bong nó được nở ra hết, với cái hơi thở vào nó làm cho căng phòng hết. Thì cũng như vậy, thân chúng ta được hơi thở vào nó cũng căng phòng cái thân của chúng ta lên như vậy. Và khi hơi thở ra, nó cái thân chúng ta nó cũng xẹp xuống như vậy. Và chúng ta thấy cái hơi thở vô ra, ban đầu thì theo dõi hơi thở vô dài, ra dài, vô ngắn, ra ngắn. Nhưng mà rồi chúng ta có thể an tịnh từ từ, thì chúng ta sẽ thấy rằng an tịnh toàn thân, tôi thở vô, an tịnh toàn thân, tôi thở ra. Như vậy á, thì cái sự an tịnh toàn thân đó, đó là cái sự tập tâm của mình nó nhiều hơn một tí. Lúc đầu thì mình chỉ theo dõi hơi thở vô ra thôi. Nhưng mà rồi chúng ta khi mà cái tâm chúng ta nó an tịnh đó, cái nghĩa là cái thân chúng ta nó quen đó với cái hơi thở ra vào đó, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác của cái hơi thở toàn thân, để nó căng phồng cái thân lên. Rồi cái sự xẹp xuống của toàn thân nó cũng từ hơi thở ra. Và chúng ta theo dõi như vậy đó, để thấy được cái thân này đó, nó có cái hơi thở để nó sanh tồn, nó có cái hơi thở để vận hành ở trong cái thân này. Điều đó đó, chúng ta tu tập đó, đề mục niệm thân rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái đề mục như là quán tứ đại, như đất nước lửa gió đó, chúng ta sẽ dễ tu tập hơn. Chính vì như vậy đó, nên cái đề mục niệm thân đó, là cái theo dõi cái hơi thở căn phòng ở trong cái thân của chúng ta. Và cái hơi thở ra vào đó là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta tập á, từ từ đó, thì cái sự tập đó nó giống như một cái người luyện công, luyện võ, tập thế võ, hay là một cái người tập thể dục mà tăng theo thời gian, hay là tập tạ tăng theo cái ký lô của cái tạ. Thì cũng như vậy, hay là cái người tập khí công, hay là tập kinh công đó, họ đầm á, thì họ đào cạn rồi từ từ họ đào sâu, họ tập nhảy như vậy, rồi cuối cùng họ mang đá vào chân, rồi họ nhảy lên, rồi cuối cùng họ bỏ đá thì họ phóng lên được rất là cao. Do cái sự tập đó nó cũng vậy. Khi mà chúng ta tập hơi thở đó, đó là một cái cách để điều phục thân tâm của chúng ta. Bởi vì thường thường cái thân chúng ta đó có hơi thở, nhưng mà chúng ta không có cái tâm theo dõi cái hơi thở. Bây giờ chúng ta tập có cái tâm để theo dõi cái hơi thở ngắn dài, và mình cũng tập như vậy đó, theo thời gian thì cái sự an tịnh thân hành, tôi thể thở vô, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, hoặc là cảm giác toàn thân, bây giờ cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình phát triển được cái nội tâm, đó là một cái loại định lực, một cái loại nội lực mà nó có thể mang lại nhiều cái sự kết quả. Bởi vì chúng ta thấy rằng chúng sanh ở đời đau khổ vì họ bị lòng tham. Chúng ta tập chế ngự tâm tham á, chúng ta không có tham trong nó lúc bấy giờ đó, là chúng ta tập nội tâm ly tham. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó, đó là cái tâm thiện hợp trí, tâm thiện tịnh hảo đó, nó làm việc điều khiển thân chúng ta. Và thường thường quý vị biết một cái người mà có cái thân có được chánh niệm như vậy đó, thì thân của chúng ta đó không làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tại sao? Vì tâm chúng ta có vô tham, vô sân và trí tuệ trong tâm chúng ta.
vì cái trí tuệ hiểu biết được cái sự sanh diệt của thân, biết được cái sự tồn tại của chúng sanh, biết được cái sự chấm dứt cái sự tồn tại của chúng sanh. Vì chúng sanh nó quay quần trong sự tham ái, hình thành trong sự tham ái và bị tham ái trói, và cái sự luân hồi trong tham ái đưa đẩy chúng ta vào những cảnh giới tái sanh. Chỉ có khi nào mình kiểm soát được tâm của mình, mình kiểm soát được cái hơi thở của mình, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng mình có định tĩnh. Cái sự định tĩnh đó mang lại cái sự tái sanh. Nếu mình còn tái sanh trở lại đó, thì mình rất là dễ tu tập. Bởi thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà hành dị đắc dị đó, hành dễ đắc dễ đó, là người đó trong quá khứ đã từng có tu tập niệm hơi thở, hoặc là tu tập niệm quán, niệm hơi thở, rồi mình sẽ quán xét được cái hơi thở đó sanh diệt. Thì đó là một cái người mà gọi là hành dị đắc cũng dị. Bởi vì chúng ta có hành thiền chỉ, thiền quán, và cái đề mục thiền chỉ mà chúng ta biết được đó là cái đề mục hơi thở giữa quán và chỉ luôn. Đề mục hơi thở của chúng ta đó là cái đề mục mà có thể vừa quán vừa chỉ. Và như vậy đó, thì khi mà chúng ta tập hơi thở đó, là chúng ta hiểu rằng Đức Phật, Đức Bồ Tát lúc mà Ngài 7 tuổi đó, Ngài đắc sơ thiền với cái đề mục hơi thở này, và Ngài chứng được sơ thiền với trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Và sau này dù Ngài có lớn lên, Ngài có theo những cái tông phái, Ngài có đi tìm những vị đạo sư Kalama, Ramaputta và Alara, Kamaputta, nhưng mà rồi những cái đề mục đó, đó Ngài không có tu tập những đề mục đó. Và Ngài quay lại, Ngài tu tập cái đề mục hơi thở, và từng tự Ngài chứng được sơ nhị tam tứ thiền, và chứng được được túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh. Như vậy thì chính cái đề mục hơi thở là cái đề mục có trong thân. Và thường thì quý vị biết rằng có cái đề mục niệm thân đó để diệt được thân kiến, được hoài nghi về lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta có thể diệt trừ giới cấm thủ nếu mà chúng ta niệm thân, để chúng ta thấy cái thân này nó là như vậy, nó sanh diệt như vậy, nó tồn tại như vậy, nó còn sống như vậy và nó đã chết là như vậy. Hơi thở vào mà không ra thì chúng ta chết, mà hơi thở ra không vào chúng ta chết. Có những người họ tắt thở bất luận lúc nào thì họ chết lúc đó. Và cái người mà sống có hơi thở mà không biết cũng giống như người chết. Mà người có hơi thở mà biết nó giống như người sống. Vì thường thường Đức Phật nói rằng cái sự sống chết của chúng ta đó, ai cũng có hết. Như một người chánh niệm mà chết đó, thì họ tái sanh vào nhàn cảnh. Họ tiếp tục tu tập về cái con đường đó. Nên thường thì quý vị thấy như là cái câu chuyện của vị thiên tử Gopaka đó. Đời trước là một người nữ tu tập, bỏ cái tâm làm người nữ, tu tập cái tâm làm người nam, sanh làm mà con của Thiên Chủ Đế Thích. Trong các vị tỳ khưu đó, có vị tỳ khưu có học đề mục nhưng mà không tu. Nhưng mà vị đó sanh làm chư thiên hạ đẳng, hầu vị thiên tử Vô Bá Cá. Nhưng mà khi bị quở trách đó, vì cái địa vị, cái giai cấp mình thấp hơn đó, thì vị này tu tập cái đề mục mà thiền mà sanh lên cõi Phạm Thiên. Và thường thì chúng ta biết đề mục thiền á, là đề mục hơi thở. Nếu mà chúng ta đạt được, chúng ta quen rồi đó, thì chúng ta có tu tập rồi, sau này có ai nhắc lại thì cũng rất là dễ nhớ. Nên quý vị thấy cũng như đệ tử của Ngài Kassapa, sau này khi mà Ngài nhắc lại đó, thì vị này theo dõi cái đề mục, và vị này dễ dàng đắc thiền. Và vị này không rung động trước sự chết, làm cho Đức Vua và những người đau phủ đó bị rung động. Và Đức Vua đã thả cái vị tử tù này, và vị này xuất gia trở lại, và vị này đắc đạo quả rất là dễ dàng. Tuy rằng nó có cái sự trắc trở trong cái đời tu á, thì tất cả chúng ta ai cũng có cái sự trắc trở. Vì trắc trở đó là những cái kiết sử lậu hoặc, những cái phiền não tham ái trong cảnh sắc thinh khí vị mà chúng ta ít nhiều đó bị đam mê, bị đắm nhiễm. Và chính cái sự tu tập hơi thở của chúng ta đó, đó là một cái vốn liếng, đó là một cái nội hàm, đó là một cái nội tâm mà có cái sự tu tập. Chúng ta cứ thấy như là Ngài Chua Lâm Anh Tất Cá trong quá khứ đó, Ngài chỉ có lao cái khăn ở trên thân này với đề mục bất tịnh thôi. Cái mồ hôi đã làm cho chiếc khăn đó mất đi cái màu trắng tinh khôi, là cái mồ hôi của thân mình đó là khó chịu. Và sau này Ngài Chua Lâm Anh Tất Cá cũng đắc lợi bằng cái đề mục đó. Những cái điều mà Đức Phật Ngài khích lệ đó, Ngài nói về nhân quả đó, đó là một cái khởi niệm tu tập về niệm hơi thở. Thì chúng ta sau này luân hồi trở lại đó, chúng ta khi mà nói đến đề mục hơi thở là một cái gì đó thân quen với chúng ta.
Chỉ có những người không có chịu tu tập đó, thì sau này Đức Phật ngày có thuyết đề mục gì đó, thì người đó cũng không thấy quen đối với mình. Nên thường thường quý vị thấy có những người đó họ tu tập, họ nói không quen. Vì trong quá khứ họ chưa từng tu tập. Nên Đức Phật ngày nói là hành nan, đắc nan. Hành cũng khó, đắc cũng khó. Nhưng mà có nhiều người hành dĩ đắc nan, tu tập chỉ thì dễ, nhưng mà tu tập quán thì khó. Nên những người này, Đức Phật ngày biết rằng những người này thì hành thì khó, nhưng mà đắc thì dễ. Vì trong quá khứ đã từng tu tuệ quán, nhưng mà không có tu thiền định. Còn khi mà chúng ta hành đề mục hơi thở đó, ở trong cái đề mục niệm hơi thở để định tâm đó, đó là cái đề mục mà thiền định. Để chúng ta có cái tâm không tán loạn với cái hơi thở ra vào, và chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác biết được hơi thở ra vào. Như vậy á, thì một cái đề mục hơi thở rất là đơn thuần, rất là dễ, vì chúng ta ai cũng có hơi thở, và hơi thở ra vào đó chúng ta chỉ cần biết nó, chúng ta tập từ từ đó. Chúng ta đừng có vọng móng, bởi vì ở trong cái kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả có nói quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng đó. Quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai chỉ có chưa đến, chỉ có pháp hiện tại thôi. Mà cái hơi thở là cái hơi thở hiện tại. Chúng ta không có tri cầu quá khứ, không có vóng mộng tương lai, mà chỉ có hơi thở ra, hơi thở vào ngay cái pháp hiện tại này. Chúng ta cứ thở, biết mình thở ra, thở ra vào, biết thở vào. Rồi cái thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vào dài, biết thở vào dài. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Thở vào ngắn, biết thở vào ngắn. Chúng ta coi như vậy, nhưng mà thật sự cái đề mục hơi thở này càng tu tập đó, chúng ta càng thuần thục. Và càng thuần thục như vậy đó, thì cái sự an tịnh thân hành, hay là cảm giác toàn thân tôi thở vào, cảm giác toàn thân tôi thở ra đó, rất là dễ. Như vậy thì một người mà muốn tu tập đó, chúng ta hãy có cái quyết tâm. Những gì Đức Phật ngày dạy, chúng ta hãy tu tập. Sau cái sự tu tập của chúng ta đó, đó là những cái duyên lành để chúng ta chứng ngộ được những cái pháp trong cái sự niệm hơi thở mang lại cái kết quả, thì chúng ta sẽ là người có cái sự để tạo duyên giác ngộ. Bởi Đức Phật thì nói chúng ta tu tập giống như người nông dân vậy đó, mình cày bừa lại cày bừa, rồi gieo giống hãy gieo giống, rồi nước vào nước ra, và thời gian 5 tháng thì lúa sẽ chín thôi. Chúng ta chỉ bắt tay vào hành trì cái hơi thở, dù chúng ta không có mong mình chứng đắc, nhưng mà chúng ta sẽ chứng đắc. Vì Đức Phật nói giống người nông dân vậy, cày ruộng là cái việc của mình, bừa ruộng, bừa đất là việc của mình, gieo giống là việc của mình, rồi nước vào nước ra, phân đầy đủ, và thời gian thì lúa sẽ chín. Thì Đức Phật ngày nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ bắt tay vào theo dõi hơi thở, rồi những cái gì từ hơi thở mang lại đó, chúng ta sẽ có ở trong bài kinh niệm hơi thở này. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, phần trình bày về một niệm hơi thở thì con nghĩ rằng như vậy cũng vừa để thời gian cho quý ngài thảo luận, để cái kinh nghiệm của các ngài khích lệ cho hội chúng tu tập đề mục hơi thở với phần phước và phát sanh trong cái thời giảng pháp này. Con xin kính dâng đến ngoài đến chư, đến tất cả, xin hồi đến chư thiên. Bây giờ thì con xin thỉnh từng bài giật đẳng trở lại để điều họp phần thảo luận. Sau một cái trình chúng tôi Phật đồng thưa quý Phật tử, trước khi đi vào phần thảo luận, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là trên phương diện thực hành thì có những phần mà lúc nói thì chúng ta không có nói nhiều, tuy nhiên chúng ta lại phải bỏ rất là nhiều thời giờ để thực hành.
Vấn đề là ban đầu chưa có quen thì mình vỡ ngỡ, nhưng một khi mình quen rồi thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn có được cái lòng tự tin. Pháp niệm hơi thở nên được chú trọng bởi tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật, bởi vì Đức Phật ở trong rất là nhiều đoạn Ngài kêu gọi những đệ tử của Ngài nên tập là sống với hơi thở. Nó sẽ là một điều rất là đáng tiếc nếu mà chúng ta nghĩ rằng những điều này có thể nên giảng qua loa vì nó không có cái ý nghĩa gì đặc biệt. Chúng ta giảng cho xong. Nhưng mà trên phương diện thực hành, thưa quý vị, chúng ta rất là cần có cái căn bản của pháp niệm hơi thở trước khi mà chúng ta chuyển qua những cách niệm khác. Khi chúng tôi nói chuyện với các ngài thiền sư đó, thì chúng tôi thấy đa số các ngài đều nói lên một cái sự sai lầm mà những người tu tập thiền tứ niệm xứ thường trải qua. Đó là ở bước đầu thì thường ôm đồ, thường đem vào rất nhiều thứ. Ví dụ như là một người ngồi thiền, họ mới ngồi thiền thì vị này thường nghĩ đến là mình phải làm sao để cho chánh niệm thật tốt, chánh định thật tốt. Mình phải ngồi bao lâu, khi mà những cái vui buồn, những cái suy tư xảy đến mình làm gì, vân vân. Do cái bước đầu đó chúng ta đem vào quá nhiều, do vậy chúng ta mất đi cái căn bản. Điều này mới nghe thì nghe cũng hơi lạ, là ai cũng muốn trang bị cho mình nhiều thứ để lên đường, để bắt đầu của hành trình. Nhưng mà kỳ thật đó, trên phương diện thực hành và ngay cả trong bài học này, cái bước đầu không nên làm rắc rối quá nhiều, mà chúng ta chỉ nên bắt đầu với một cái sự tập trung là hơi thở vô, hơi thở ra. Đơn giản thôi, nó không cần biết gì khác. Khi mà mình niệm, mình có khả năng phân biệt hơi thở vô, hơi thở ra, và hơi thở vô, hơi thở ra ở mức độ tự nhiên nhất, ở mức độ nhẹ nhàng nhất, thì thưa quý vị, chúng ta mới có thể chuyển qua một cái bước thứ hai, đó là ghi nhận cái dài ngắn của hơi thở vô ra. Từ cái bước đầu mà nhận ra hơi thở vô ra và tới cái bước dài ngắn hơi thở vô ra đó, nó phải mất một công đoạn, nó phải mất một thời gian, chứ chúng ta không có làm liền. Nếu một người vừa mới tu tập mà nghĩ làm sao mình biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn, thì thường là chúng ta sẽ bối rối và chúng ta khục chân. Phải sống hơi thở vô ra một thời gian rất dài, rất rõ, rất thân quen, thì bây giờ chúng ta mới cảm nhận được cái dài hơn, cái ngắn hơn, cái không bình thường của hơi thở. Ở đây thưa quý vị, nó tương tự như một người mới đi làm cảnh vệ, gác cửa tiệm. Thì người này đầu tiên mới đi vào nghề chỉ biết rằng có khách đến để ý khách đến, có khách ra để ý khách ra thôi. Nhưng mà lâu ngày quen á, thì chúng ta mới cảm nhận được những thứ khác. Cái người vào đó, họ là người đáng mình chú ý, họ là người có
có vẻ tình nghi. Họ là người ăn mặc cũng hơi bất kính, cũng hơi bất thường. Nhưng mà cái sự tinh tế đó, nó nên đến sau một thời gian tương đối là thạo nghề, trình nghề. Thì thời gian ban đầu, thưa quý vị, rất cần để chúng ta luôn luôn ý thức được là hơi thở vô hay hơi thở ra. Điều này nó nghe đơn giản nhưng mà khi thực hành nó không đơn giản. Mỗi khi mà chúng ta để ý đến hơi thở, thường chúng ta ngưng ngang, chúng ta không có thở bình thường được. Quý vị để ý, khi mình để ý hơi thở bình thường, nín thở một chút, cái đó nó là một hiện tượng tự nhiên. Thì ban đầu mình thấy hơi thở ngưng một chút, nhưng mà rồi tiếp tục thở và cứ lặng lẽ quan sát là đang thở vô hay đang thở ra. Hơi thở đang vô đang ra đó là một cái thực tại mà rõ ràng nhất, gần gũi nhất mà chúng ta có thể nắm bắt được. Ví dụ như chúng tôi đang nói với quý vị và chúng tôi nói rằng bệnh dịch đang lây lan mạnh mẽ ở tại Houston, thì thưa quý vị, điều đó đối với chúng tôi nó không phải, nó chỉ là một sự nghe lại, đọc lại những cái bài báo, những cái chương trình trên đài TV. Và chúng tôi nghe sau thì chúng tôi ghi nhận như vậy. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi trực tiếp để cảm nhận là dịch bệnh đang lây nhiều hay dịch bệnh lây ít. Nhưng mà mình biết mình đang thở vô, biết mình đang thở ra, đó là một sự tiếp xúc với thực tại rõ ràng. Và thưa quý vị, chẳng những vậy mà ban đầu mỗi lần chúng ta muốn hướng tâm vào hơi thở, nó hơi chậm và nó hơi khó. Phải dùng một chút định tâm để hướng vào hơi thở. Ví dụ như một người không quen với hơi thở, trong lúc họ làm việc mệt, họ không muốn ngó tới hơi thở. Ở trong lúc họ buồn, giận, họ không muốn ngó tới hơi thở. Ở trong lúc mà họ đang vui, họ không muốn nghĩ tới hơi thở. Nhưng khi một người mà đã thuần thục với hơi thở rồi, thì dù vui, dù buồn, dù trời nắng hay trời mưa, dù buổi sáng, buổi tối, thì họ trở về với hơi thở rất nhanh. Nó tương tự như là chúng ta ban đầu không có quen với cái điện thoại cầm tay, thì mình phải cảm hứng lắm mình mới trở lại với điện thoại cầm tay. Nhưng một khi điện thoại cầm tay nó trở nên đắc dụng và trở nên quen thuộc rồi, thì nửa đêm thức dậy mình cầm điện thoại lên vẫn xài được. Ở trong giờ phút đầu mình móc điện thoại ra mình vẫn có thể xài được, bởi vì sao? Mình quen thuộc rồi. Thì hơi thở cũng vậy, chúng ta phải làm thân quen với hơi thở và có khả năng đem vào hơi thở, đem tâm vào hơi thở liền lập tức. Với một người mà chưa có thuần thục đó, thì muốn niệm hơi thở, người đó phải lên trước bàn Phật, mặc áo tràng vô, thắp nhang. Giờ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Rồi ngồi ngay ngắn, rồi tập trung, rồi cố gắng hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, rồi đem sự chú ý mình vào hơi thở. Cái đó nó chỉ là giai đoạn đầu và mất rất nhiều công phu, mất rất nhiều thời gian thì mới tương đối là mình đem cái sự chú ý vào hơi thở đi. Nhưng với một người mà đã có tập lâu á, chỉ cần trở mình khi giấc ngủ thì mình đã nhớ rằng mình đang thở vô hay đang thở ra. Buổi sáng thức dậy mở mắt ra biết mình đang thở vô hay thở ra. Có ai đó nói một câu làm cho mình giận, thì trong lúc cơn giận nổi lên á, thì mình lập tức mình nhớ rằng ồ, đây là giờ phút tốt để thở vô hay thở ra. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, lấy cái hơi thở làm cái cột trụ để cột tâm. Hơi thở trở thành một cái mái nhà, hơi thở trở thành một cái bản địa, là vùng đất tổ phụ, trở về với hơi thở.
Thì lúc mà mình có khả năng làm quen, làm thân với hơi thở, thì cái quen cái thân đó nó phải dựa trên hai mấu chốt là đang thở vô hay đang thở ra. Và một khi mà rất là quen thuộc, rất là thành thạo, rất là thoải mái với hơi thở rồi, thì lúc bây giờ chúng ta đạt đến một mức tinh tế hơn. Tinh tế hơn chút là thở vô dài hay thở ra dài, thở vô ngắn hay thở ra ngắn. Hơi thở chúng ta nó lạ lắm thưa quý vị. Không phải mình hít vô dài có nghĩa là mình thở ra dài, cũng không có nghĩa là mình hít vô ngắn thở ra ngắn. Mà có nhiều trường hợp thở vô dài nhưng mà thở ra thì lại ngắn. Có những trường hợp thở vô ngắn mà thở ra lại dài. Ở đây nếu chúng ta là quen với hơi thở, thì tinh tế hơn với hơi thở, thân quen hơn với hơi thở, thì chúng ta sẽ nhận ra hiện tượng đó. Và rồi khi có khả năng cảm nhận được chỉ dài ngắn của hơi thở, không phải là mình lấy thước đo, mà cảm nhận dài ngắn hơi thở là do chúng ta quen với một cái mức độ trung bình của hơi thở. Ai mà đã quen thuộc với hơi thở bình thường rồi đó, thì nó dài hơn một chút mình biết liền, nó ngắn hơn một chút mình biết liền. Chúng tôi lấy ví dụ là với Phật tử quen nấu ăn, mình nấu cái độ mà vừa miệng chừng đó, nhưng khi nó mặn hơn một chút, ngọt hơn chút mình biết liền, nó lạc hơn chút mình biết liền. Cái biết không phải là mình lấy thước mình đo cân lượng, nhưng tại mình đã quen với cái bình thường rồi. Thì khi mà chúng ta đã quen với cái hơi thở bình thường rồi đó, thì cái trung bình hơi thở chừng đó đó là bình thường thì mình biết rõ, mà nó dài hơn một chút thì biết rõ, ngắn hơn một chút biết rõ. Ý chúng tôi muốn nói ở tại đây là cái khả năng cảm nhận được hơi thở dài hơn hay ngắn hơn đó, nó là một sự tinh tế, nó là một sự thành thạo, là một sự thuần thục. Và do về điểm này đó, chúng ta sẽ đi bước thêm một tiếng nữa. Bước tiếng nữa là như thế nào? Đó là hơi thở không đơn giản chỉ là hơi ra hơi vào, mà nó ảnh hưởng toàn thân của chúng ta. Nó là một cái nhịp độ, một cái nhịp điệu. Có hai trường hợp mà chúng tôi muốn lấy làm thí dụ ở tại đây là nếu chúng ta không phải là một người có cái độ thẩm âm hay trình độ nhạc lý cao á, thì mình nghe bản nhạc có nhiều khi mình chỉ để ý đến cái lời ca, có nhiều khi mình chỉ để ý đến cái ngoại hình của ca sĩ. Nhưng một khi một người mà có trình độ thẩm âm cao á, thì tất cả lời ca, tiếng hát, mọi thứ đó, nó đều đi quanh cái gọi là tiết tấu, cái nhịp điệu của bản nhạc. Và một người mà hát trực nhịp là biết liền, người hát đúng nhịp biết liền. Và người nào hát một căn bản biết liền, người hát không căn bản biết liền. Tại vì sao? Tại vì họ đã đến một trình độ, họ nghe nhạc bằng tiết tấu. Tiết tấu ảnh hưởng toàn bộ đến bản nhạc. Thì cũng về khi mình niệm hơi thở đó, một khi mình niệm hơi thở quen rồi, thì sự ra vào của hơi thở đó, nó là một sự thể hiện toàn bộ của thân mình. Chứ tôi muốn kể một thí dụ khác là chúng tôi có quen với một vị thầy cũng rất là thân ở Canada. Thầy này thì được biết là một người tụng kinh rất hay. Chúng tôi thỉnh thoảng khi về ghé thăm chùa thầy ở nhiều ngày rồi. Thì thầy chẳng những tụng kinh hay mà thầy còn đặc biệt rất là chú trọng đến là tụng kinh. Thì thưa quý vị, chúng tôi để ý thấy rằng cuộc sống của thầy là nó xây dựng ở chung quanh ba thời tụng kinh mỗi ngày: công phu sáng, cúng gọi buổi trưa và công phu và tụng kinh buổi tối. Và trước khi tụng kinh, sau khi tụng kinh thì thầy đều có một số hoạt động. Ví dụ trước khi tụng kinh thầy chuẩn bị cái gì? Thay vì một người mà bình thường tụng kinh là chỉ lên chánh điện tụng kinh thôi, và thầy trước khi tụng kinh thì ngoài cái chuyện trang nghiêm ý giáo rồi
gọi điện thoại dặn người này dặn người kia, ai chuông ai mõ, rồi ở trên chánh điện là phải chuẩn bị nhang đèn, những thứ cúng dường như thế nào, nước rồi chẳng hạn. Và tụng kinh xong á, thì có nhiều người không có chú trọng tụng kinh xuống thì vậy thì tụng kinh kinh sách đâu để đó để ngay ngắn đàng hoàng, rồi trở về rồi ngồi lại uống trà, cái dư âm còn lại tụng kinh nó vẫn còn. Và như vậy một ngày ba thời tụng kinh của thầy đó, thì chúng tôi thấy cảm nhận là phần lớn cuộc sống đó, cái khoảng cách ở giữa đó nó xoay xung quanh những thời tụng kinh đó, thời tụng kinh đó, nó ảnh hưởng toàn bộ đến cả một cái ngày sinh hoạt. Thì đối với hành giả, khi mà niệm hơi thở lâu ngày thì hành giả cảm thấy rằng hơi thở và toàn thân nó có một sự gắn kết mật thiết chặt chẽ. Hơi thở nó tạo thành một cái chất trống của đời sống, và cảm nhận toàn bộ hơi thở thì cũng có nghĩa là cảm nhận toàn bộ cái sự sống của thân. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bình thường mình nghĩ rằng cái vui cái buồn nó ảnh hưởng đến hơi thở. Khi mình sợ thì hơi thở khác, khi mình tham muốn hơi thở khác, khi mình sân hận hơi thở nó khác. Nhưng mà hành giả làm một chuyện ngược lại, là hành giả thở nhẹ nhàng để cho thân được nhẹ nhàng và cuộc sống được nhẹ nhàng. Tức là khi mà mình chưa tu tập hơi thở đó, thì những cái biến cố, những cái sự việc chung quanh mình đó, nó ảnh hưởng đến hơi thở. Nhưng mà khi mình tu tập lâu rồi thì hơi thở ảnh hưởng đến thân, ảnh hưởng đến tâm, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống. Một người mà có tu rồi đó, ngồi xuống niệm hơi thở thì họ sẽ điềm đạm rồi, họ sẽ bớt sân rồi, họ bớt giận rồi, họ có khả năng an hòa hơn mọi thứ, tại vì cái hơi thở là gốc. Và lúc bây giờ cái chữ cảm giác toàn thân của họ nó không đơn giản, không đơn giản chỉ là hơi thở là hơi thở. Mà cảm thấy rằng hơi thở là một thứ tiết tấu, nó ảnh hưởng toàn bộ thân của mình. Và còn thêm nữa, an tịnh thân hành dễ thở vô, an tịnh thân hành dễ thở ra. Chứ an tịnh ở đây là một ý nghĩa chỉ cho một cái sự hòa bình với chính mình, hòa bình với thân, hòa bình với tâm, không có vật lộn, không có khó khăn, và đạt đến cái chỗ thanh thản thật sự, thoải mái thật sự. Chỉ là lấy ví dụ như là mình mới có một người lạ đến sống thì ban đầu nó có những cái lấn cấn, nhưng mà nếu hai bên cùng hiểu biết, hai bên cùng chấp nhận thì dần dà rồi mình không còn những cái lấn cấn, mà mình có thể sống một cách hài hòa, một cách tự nhiên, một cách dễ dàng, sống một cách thảnh thơi rộng rãi với người đó. Thì hơi thở cũng vậy, cái an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra, một khi nào đó mà mình đã tu tập thuần thục rồi thì hơi thở không còn là điều mình vật lộn, hơi thở không còn là điều khó khăn. Mà những lúc mình rảnh rỗi, mình sẽ chỉ muốn trở về với hơi thở. Chắc rằng có những người có cái diễn với máy móc, họ không thích computer, họ không thích máy móc, họ không thích iPad. Mình có ai nhắc họ vô làm việc với computer hay vô trong iPad thì họ cảm thấy cực khổ, giống như làm để trả nợ quỷ thần mà khó khăn. Nhưng với một người đã quen rồi, đã rất là quen thuộc rồi, thì iPad không còn là điều khó khăn với họ, mà iPad là niềm vui, iPad là cái gì đó mà họ cảm thấy, ồ, cầm nó lên tự nhiên mình cảm thấy mình không có vấn đề gì. Thì hơi thở cũng vậy. Cái giai đoạn đầu, thưa quý vị, chúng ta
niệm hơi thở bằng cái cách niệm là bất trật bất dục, nói trên cái ngôn ngữ thường tình bất trật bất dục, tức là chạy thật khóc hoặc giả là miễn cưỡng lắm hoặc là khó chịu lắm. Nhưng một lúc nào đó khi mà chúng ta có khả năng để mà nhìn hơi thở một cái tảng lặng ra vào, và hơi thở được được nhẹ nhàng, thân tâm được nhẹ nhàng, và mình cảm thấy đây là thế giới thân quen, đây là nơi trở về. Chúng tôi hồi trước có nói quý vị rằng khi mà Lầu Tự Siêu và chúng tôi vào trong chùa đó, thì cũng có một điều là sư trưởng khuyến khích đọc chánh tạng. Và thời đó sư cục trưởng có cho tôi gọi là quyển Trung Bộ Kinh tập 1. Hồi nhỏ ở vô chùa có được quyển núi lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi nhớ ở trong tuổi thơ đó là đọc Trung Bộ Kinh đó là một thế giới rất là bình an. Và mỗi lần đọc những bài kinh trong đó rất tốt. Sau này lớn lên chúng tôi nhớ rằng trong những cái giai đoạn mà khó khăn, những lúc mà dầu sôi lửa bỏng hay những cái biến động cuộc sống, thì mỗi lần lật tình trạng ra, lật những bài kinh nhất là trong Trung Bộ, thì trở về với thế giới rất là cảm thấy trong đó mình an lạc. Thì với một hành giả tu tập hơi thở cũng vậy, nó là một cảnh giới, đó là một cảnh giới mà vị đó có thể trở về bằng một tâm thái nhẹ nhàng, trở về bằng một tâm thái rộng rang thanh thản, không có gì phải vật lộn. Hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, và do thuần thục như vậy vị sẽ cảm nhận được là trong giờ phút đó mình thở vô dài hay thở vô ngắn, thở ra dài hay thở ra ngắn. Và cũng do sự thành thạo đó, mình cảm giác rằng khi mình thở là thắp sáng được chánh niệm, khi mình toàn thân của mình, và khi mình thở là cuộc sống được nhẹ nhàng, được an lạc. Thì thưa quý vị, cái cảm giác đó, cái niềm thanh thản đó, nó dẫn đến chúng ta một cái sự thoải mái rất là lạ luôn. Ở trong cái văn hóa Việt Nam á, có nói đến quê ngoại, và nói đến quê ngoại, chúng tôi nhớ rằng ở miền quê thưa quý vị, có lẽ tùy người tùy gia đình, nhưng mà quê nội đó thường là nơi mà mình trở về, đôi khi mình phải kiên dè, đôi khi phải thế này khác, nhưng mà quê ngoại đó dường như là do cái sự thương yêu hình ảnh của một bà ngoại thương yêu mẹ mình, do đó khi mình trở về với quê ngoại đó thì mình cảm giác rất là êm đềm, bởi vì chúng ta có nghe những bài hát nói về xương trắng miền quê ngoại hay là quê ngoại thế này kia. Thì đối với cả bản thân của chúng tôi đó, quê ngoại đó là những cái mảng vườn, đó là cánh đồng, đó là những cái líp rau, đó là những cái thửa vườn mà cây trái khi đi lại, cho chúng ta một cái cảm giác nhẹ nhàng. Thì với một hành giả đã quen tu tập với hơi thở, thì một thời gian nào đó hơi thở giống một miền quê ngoại vậy đó. Và chúng ta trở về cảnh giác đó, cảnh giới đó không có phải tranh danh đoạt lợi, thì chúng ta trở về chỗ đó không có thủ đoạn, không có cái sự tàn nhẫn của lòng người, không có gian dối, chúng ta trở về với cảnh giới đó không có sự bực bội buồn phiền. Nhưng mà đặc biệt ở trong hơi thở là rất đều đặn, rất nhẹ nhàng, rất bền bỉ. Hơi thở chỉ có ra, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài, và hơi thở không có cái gì gọi là xáo trộn lớn. Hơi thở có hai chất tố, hoặc là vô hoặc là ra, nó sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là bình an. Mà sự bình an nó rất cần khi chúng ta đối diện với cái chết, rất cần trong sự bệnh hoạn, rất cần trong những lúc chao đảo của cuộc đời, rất cần có những lúc mà cuộc sống nó có muôn vàn những cái biến động, những cái xáo trộn. Và những lúc đó thì mình tự hỏi một câu hỏi rằng mình có thể trở về sống hơi thở không. Những lúc đó mình tự hỏi rằng cái tâm của mình nhìn hơi thở bữa nay như thế nào. Bởi vì Ngài Tăng Lưu Ngài có nói rằng một cái người mà có khả năng nhìn hơi thở một cách bình thản, điềm tĩnh, thì người đó cũng sẽ ứng xử với cuộc đời bằng một cái cung cách tương tự như vậy. Chúng ta nhìn vào hơi thở không phải đòi hỏi hơi thở là hơi thở phải thế này, hơi thở phải thế kia. Thì một người đã làm được như vậy đó, thì không bao giờ đòi hỏi những người thân của mình là
phải thế này hay phải thế kia. Chúng ta nhìn vào hơi thở không có lợi dụng hơi thở, mà chúng ta chỉ nhìn lẳng lặng hơi thở, nhìn lẳng lặng nhìn hơi thở thôi. Thì khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta cũng không có hậu ý, không có lợi dụng. Chúng ta phải nhìn vào hơi thở bằng cách rất là tỉnh táo. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Thì một người mà nhìn cuộc đời người khác sao mình biết như vậy thôi, chứ mình không có một cái sự gọi là hậu ý, không có lợi dụng, không có đòi hỏi. Thì điều đó, đó nó làm tốt cho nội tâm và tốt cho cuộc đời. Chúng tôi biết rằng có những người thứ thì họ luôn luôn có cái tâm là quen với ai thì phải hỏi rằng mình có thể lợi dụng người đó được cái gì về đường dài mình với người đó. Tại vì những người này quen cái kiểu gọi là làm cái gì đó thì cũng phải có một cái mục đích. Nhưng mà cái tâm đó là không hợp với niệm hơi thở. Chúng ta niệm hơi thở đơn thuần, chỉ là niệm hơi thở thôi. Hơi thở vô, biết là hơi thở vô. Hơi thở ra, biết là hơi thở ra. Hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, biết hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra vô ngắn. Cái câu này là một câu rất là đẹp. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy. Có thân đây thì ăn trú chánh niệm như vậy. Có thân ở đây tức là thân của mình. Thân mình thì có hơi thở, thì mình niệm cái thân này niệm hơi thở, dùng cái đó để niệm hơi thở. Vì ấy hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vì ấy không nương tựa chấp trước vật gì ở đời. Khi mà mình biết nhìn vào thân, nhìn vào hơi thở, thì dùng cái thân đó để thắp sáng chánh niệm. Và vì ấy không có ỷ lại, không có nương tựa, không bám víu vật gì ở đời. Chỉ là nhận biết là mình đang thở vô hay là mình đang thở ra. Chúng tôi nói điều này để nói lên một điểm, đó là ở trong mùa đại dịch, nếu mà quý vị ở nơi nào, đặc biệt là những vùng đất đang có đại dịch căng thẳng như tại Hoa Kỳ và thường phải cách ly ở trong nhà, thì đừng buồn, nghĩ là tại sao mà mình sống cả đời bây giờ mới ở trong cái hoàn cảnh khó chịu như vậy. Mà chúng ta nên tận dụng thời gian này, nghĩ là đây là một cơ hội tốt, đây là một cơ hội rất là quý để chúng ta có thể ngồi niệm hơi thở. Bởi vì cái tập niệm hơi thở nó không có, nó có mất mát gì hết, và nó là một cái kỹ năng rất là lợi ích lắm nếu mà chúng ta chịu thấy, chịu nhận ra. Con người mình á, nói cho cùng rồi, cái sự nương nhờ quan trọng, cái sự nương tựa quan trọng nhất đó chính bản thân của mình. Và cái kỹ năng mà cần thiết đó là cái khả năng lắng lặng nhìn vào hơi thở. Mới nghe thì tưởng đâu là nói đùa thôi, nhưng mà thật sự cái khả năng nhìn vào hơi thở, lắng lặng nhìn vào hơi thở, nhìn một cách tỉnh táo, nhìn một cách tự nhiên, nhìn một cách nhẹ nhàng, nhìn một cách thân quen đó, nó lợi ích lắm. Mà thật ra khi nào chúng ta có sống với điều đó thì chúng ta mới cảm nhận được những điều này nó có những cái lợi ích. Nó không cần phải đi đâu xa làm gì vĩ đại, như là mình phải có một cái nghề nghiệp gì mà giỏi về điện tử hay là giỏi về buôn bán hay giỏi về cái gì vân vân. Mà đơn thuần là cái khả năng sống với hơi thở. Sống với hơi thở có nghĩa là sống với chính mình. Sống với hơi thở cũng nghĩa là sống trong hiện tại. Sống với hơi thở có nghĩa là mình lựa chọn con đường sống nhẹ nhàng nhất. Bây giờ thì thưa quý vị, sau khi chia sẻ một vài điều, chúng tôi muốn trở lại với phần thảo luận của Chư Tăng. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy và có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Dạ. Sư Nguyên Thông, với cái cuộc sống mà đã trên 80 tuổi đời và cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm của quê hương, rồi của bản thân,
và đời sống cũng có những cái nốt rất là cao và cũng có những nốt rất là thấp ở trong cuộc sống của mình. Và bây giờ khi mà mình đề cập đến cái việc tu tập ở trong Phật pháp, nhất là mình nói đến tu tứ niệm xứ, và mình chỉ nghĩ đến hơi thở thôi, và chỉ hơi thở thôi. Thì có một người nói rằng khi mà mình chỉ lo tu như vậy, mình lo niệm hơi thở như vậy đó, thì mình sẽ không lo được những chuyện quan trọng khác, tại vì cuộc sống có nhiều chuyện khác quan trọng phải làm. Thì muốn hỏi sư Minh Thông, nếu có một người nói rằng mình cứ lo niệm hơi thở mà mình sẽ không lo được những chuyện quan trọng khác đó, thì sư Minh Thông có đồng tình như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đối với chúng ta là những người tu Phật, thì những điều gì mà mình làm trong công việc của mình đó, để tạo nên những cái parami, tức là những cái ba la mật, là những cái yếu tố. Khi mà cái yếu tố đã đầy đủ rồi thì chúng ta có khả năng chứng đắc những tầng thiền hoặc là những quả vị từ sơ nhị tam tiểu quả. Thì trên đời này con nghĩ rằng không có một cái điều gì mà nó quý báu hơn Phật pháp. Phật pháp tiếng Pali gọi là Dhamma hay là Buddha Dhamma, là có nghĩa là cái chân lý tuyệt đối. Thì trên thế gian này chúng ta đã được biết đến chân lý tuyệt đối do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy. Thì cái việc mình niệm hơi thở là cái công việc làm một phần quan trọng nhất trong công việc mà tu học của chúng ta, trong cái vấn đề để tạo lập những cái ba la mật như con hồi nói như hồi nãy. Là vì một người mà sau khi đã bỏ thời gian ít nhất là từ 3 đến 5 tháng học về Samatha, tức là học cái thiền chỉ, và sau đó học cái thiền quán Vipassana, thì cái người hành giả đó có một cái thói quen. Cái thói quen đó có do cái thường cận y duyên, và do cái thường cận cái duyên đó thì người hành giả đó luôn luôn sống trong cái hơi thở của họ. Vì sống trong hơi thở của họ cho nên người hành giả đó sống trong cái giây phút hiện tại. Mà khi sống trong giây phút hiện tại thì người hành giả đó đọc được, thấy được cái tâm của mình. Bởi nhờ vậy chúng ta nói, làm, suy nghĩ đều có tư duy. Và khi mà nói hay làm, suy nghĩ đều có tư duy thì chúng ta ít phạm lỗi. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên cái điều này thì con nói ra ở trong trong room này thì con nghĩ tất cả mọi người là không có phản đối nhiều, nhưng mà nói ra bên ngoài thì không có ai biết và họ nói là mình điên. Cho nên con có cái kinh nghiệm là ở trong gia đình đó, thì cũng có nhiều người con nói nghe thì họ coi như là thần thánh nói, còn những người mà họ con nói ra thì họ chế cười, họ nói là con điên. Vì vậy cho nên Phật pháp mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ tại cội cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ ngay từ bây giờ, cái chỗ đó đó, thì ngài đã chứng ngộ cái đó, giác cái quả vị là Samma Sambuddho, tức là Đức Phật toàn giác. Và sau khi chứng xong rồi đó thì ngài dùng 7 tuần lễ ở đó để ôn lại, chiêm nghiệm lại cái giáo pháp của ngài. Và sau khi mà chiêm nghiệm lại thì mới thấy rằng cái giáo pháp này khó nói. Mà khó nói mà có người muốn nghe thì họ khó nghe. Có người muốn hiểu thì khó hiểu. Khó hiểu, mà có người muốn tu chứng thì khó chứng. Mà muốn đắc thì khó đắc. Cho nên ngài mới suy nghĩ rằng cái pháp mà chúng ta, mà ngài nói cái pháp mà ta mà đã bỏ ra 20 a tăng tỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất để chứng ngộ lại được. Mà nếu đem giảng ra thì chúng sanh không hiểu thì ta khổ sở như thế nào. Cho nên ngài đã muốn dùng cái lửa tam muội để mà niết bàn tại chỗ đó. Thì may mắn cho chúng ta có một vị Phạm Thiên là Sambhati đã biết được, thấy được, hiểu được, rằng xuống đảnh lễ ngài mà nói rằng: thưa Thế Tôn, trần gian này có những chúng sanh mà trong mắt của họ có ít bụi, thì nếu Thế Tôn giảng pháp thì họ mới hiểu. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng Phật nhãn mà xem lại cái có lỗi được người đó hay không. Thì khi mà ngài xem thì biết là có người như vậy, cho nên ngài âm thầm nhận lời và đi về vườn Lộc Giả để giảng dạy cho 5 người anh em Kiều Trần Như. Kính thưa sư phụ,
Bởi vì chúng ta là cái người tu Phật, cho nên luôn luôn chúng ta sống trong cái chánh niệm tỉnh giác. Mà sống trong chánh niệm tỉnh giác đó là sống trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sống trong hơi thở, khi thở vào, biết thở vào, và khi thở ra, biết thở ra. Mà cái hành động này coi nó đơn giản như vậy, nhưng mà cái hậu quả rất là tốt, và chúng ta đã sống được trong cái giây phút hiện tại và kiểm soát được cái hơi thở của mình, kiểm soát được tư tưởng của mình. Vậy nhờ vậy chúng ta được làm lỡ trong khi mà nói năng hay là suy nghĩ. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên đối với câu hỏi số 1 là nếu chúng ta chỉ chuyên tâm vào hơi thở thì có thể sao lãng những việc quan trọng khác. Thì kính thưa sư phụ, thì ra mình xách nước, mình giả gạo hay dạy học thì mình vẫn theo dõi hơi thở. Là nếu cái người đó đã thực tập samatha trong ít nhất là 3 tháng trở lên. Cho nếu mà lâu lâu tập lần thì không có cái thường cận ở duyên. Cái thường cận ở duyên là mình phải làm hàng ngày. Mà khi mình làm hàng ngày thì cái thường cận ý duyên nó luôn luôn ở với mình, cho nên mới gọi là thường cận ý duyên. Vì vậy cho nên nếu câu nói là câu thảo luận số 1 là nếu mà chúng ta chỉ chuyên tâm niệm hơi thở thì có thể sao lãng những cái việc quan trọng khác. Thưa sư phụ, không sư phụ, là khi mà con dạy học thì là cũng vậy, và ở nhà làm việc thì cũng vậy, và ngay cả trước khi ngủ thì cũng nằm trong cái tư thế là ngủ và vẫn thấy hơi thở, nhưng niệm hơi thở cho đến khi mà mình chìm vào trong giấc ngủ với cái hơi thở của mình, thì đó là cái việc làm của những người tu hành là như vậy. Cho nên để trả lời cho câu thảo luận số 1, nếu mà chúng ta chỉ chuyên tâm niệm hơi thở thì có thể sao nhãn những gì quan trọng khác. Dạ thưa không sư phụ, mà ngược lại chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp tất cả những câu chuyện khác mà nếu chúng ta có tu học Phật Pháp và Samatha hay Vipassana. Con xin trao ma lại cho sư phụ để sư phụ giảng thêm những điều mà con chưa nói đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thu kỳ trình sư nguyên thông thường tội tự quyền có mặt ở trước máy không? Nếu sư tổ chúng mình nghe được, xin sư tổ con hãy trả lời cho cô thân số 2. Thì tôi tự quyền cuộc sống của chúng ta ngày nay đó, mình lo rất là nhiều việc, nhưng mà rồi đời sống nội tâm của chúng ta thì không được chăm sóc tốt lắm. Và một số các vị thiền sư nói rằng chúng ta nên sống có căn bản. Căn bản ở đây không phải là có tiền vô tiền ra, của căn bản. Và sống căn bản ở đây tức là có khả năng thường xuyên sống với hơi thở, niệm hơi thở ra, niệm hơi thở vào. Thì chúng tôi tự nguyện có thể cho biết rằng thế giới thiền tọa thì một người có khả năng niệm hơi thở đó, thì cho nên cái căn bản gì cho cuộc sống. Xin kính thưa thiền tọa. Nam mô Bổn Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Kha, Giá Thưa Đại chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sự thị sĩ của Người Giác Đảng, Pháp Đăng. Thành tâm minh hành để Đức Phật đến để được tối dây xuống miền không cũng chỉ tăng. Xin chào đồng quý cùng người đồng chí Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng nếu như một người nào đó mà niệm cái hơi thở trong cái đời sống bình nhiên của chính mình thì quả thật người đó rất tuyệt vời. Nếu như mà cái hơi thở đó nó đi theo mình một cách xuyên suốt thì thời người đó sẽ tạo được nhiều cái điều an lạc, tạo được nhiều cái điều tốt đẹp cho chính mình. Điều thứ nhất, đầu tiên chúng ta thấy có chánh niệm, chúng ta điều tức cái hơi thở ra vào một cách đều đặn, một cách tự nhiên và biết rõ đến như vậy. Thở đó về cái sức khỏe, về cái máu huyết, về cái hệ tuần hoàn tiêu hóa, nó mới giải quyết được vấn đề. Tức là chúng ta tim chúng ta ổn định, áp huyết chúng ta ổn định, hơi thở của chúng ta ổn định thì nó tạo cho con người mình nó có một cái sức khỏe rất là to lớn.
và cũng như một người mà tạo lập một căn bản về đời sống đó, mà hơi thở nó thành thạo như vậy, người đã thiết lập một cái đời sống căn bản vô cùng. Căn bản trong cuộc sống đó chính là căn bản như thế nào? Ở đây chúng tôi nói rằng là tới giờ đó người ta sẽ ngồi thiền, tới giờ đó người ta sẽ tập trung cho cái giây phút, cho cái sự người ta thật sự nếm trải sự sống, người ta thật sự biết quý trọng sự sống, để người ta thở, trong cái thở đó là người ta thật sống trong cái đời sống của chính mình. Có nhiều đôi khi chúng ta thở như là quả thật chúng ta như đang chết, bởi vì chúng ta mệt mỏi, bởi vì chúng ta lo âu, bởi vì chúng ta phiền muộn rất là nhiều. Còn ở đây người đó có một đời sống tinh thần hết sức là tốt đẹp, bởi vì người đó sống có chánh niệm. Thời tất cả cái hệ thống tuần hoàn của thân và tâm này nó được khinh an, nó được tốt đẹp, thì cái gì cho bằng quý vị, cái gì bằng nó. Cho nên vì vậy cuộc sống này nó là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái giờ rất rõ ràng, một cái thói quen tạo thành một cái hơi thở mà để chúng ta kiểm soát, biết kiểm soát được hơi thở thì xem như chúng ta đã biết quý trọng được cái đời sống này. Chúng ta thật sống, đi ngay vào thực tế trong đời sống, biết giá trị của sự sống xuyên qua hơi thở. Khi người mà niệm tưởng hay người mà tu tập bằng thân quán mà xuyên qua niệm hơi thở đó, thì thời người đó sống một cách đúng đắn, sống một cách xứng đáng, sống một cách tốt đẹp ở trong cái cuộc sống này. Đó là giá trị tuyệt đối. Còn nếu như là bởi vì phải nói rằng làm lớn mạnh, làm quân trướng hay là quân tập, cái mà hơi thở này, chính trong kinh Đức Phật này cũng khuyến khích các thầy tỳ kheo phải tu tập qua xuyên qua cái niềm hơi thở, xuyên qua thân quán này. Đó là một cái điều, bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sẽ làm tốt đẹp cho thân và tâm. Chúng ta nhớ như vậy, sẽ làm tốt đẹp cho thân và tâm. Khi thân tâm được mạnh mẽ thời, chúng ta có thể thành tựu được các pháp thượng nhân lớn lao hơn nữa, bằng cách tức là chúng ta tu tập thường thục chứng đắc các tầng thiền, hoặc là ngay cả đạo quả, các tầng đạo quả. Đó là giá trị sự thật. Cho nên vì vậy, đối với những người tu, chúng ta phải biết quý trọng cái giá trị sống, quý trọng cái hơi thở, biết thực tập cái thở, biết tạo cho hơi thở nó thường thục, nó thành thạo, và ở đó để chúng ta sống một cách xứng đáng, đạo sống một cách đúng đắn. Và đó là ý nghĩa của sự to lớn trong cuộc đời, khi chúng ta mang cái kiếp thân ngũ uẩn này mà chúng ta tạo được các thiện sự. Và đây chính là đôi lời chia sẻ của chính con là như vậy. Nếu có gì cần muốn tôi thì kính cung thỉnh được tôi cũng ngày năm mộ của ta nha. Sa thú kính trình sư tổ chức quyền. Sư tổ Pháp Đăng, sư tổ có còn ở trước máy không? Nếu sư tổ nghe được kính thỉnh, sư tổ còn trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Thì Pháp Đăng, có nhiều người nói rằng cái tâm loạn động quá không tu được, nên vị này không có muốn ngồi thiền, không muốn niệm hơi thở. Nhưng mà chúng ta có thể là nói ngược lại là bởi vì tâm mình loạn động nên mình cần tu. Chứ nếu tâm không loạn động thì không tu làm gì, phải không? Thì nếu có ai nói thì tỏ là người đó không tu được, không có niệm hơi thở được, thì vì tâm loạn động, thì thiền tỏ trả lời như thế nào? Kính cung thỉnh thiền tỏ. Alo. Thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng Đức Phật là thuyết thì những người có mắt thấy, có tai nghe, có tâm suy nghĩ. Thành ra khi một cái người mà không có cái tâm suy nghĩ đó thì họ sẽ nói đủ cái cách hết. Và khi nói đủ cách gì là họ muốn từ chối. Nhưng mà nếu mà họ xét vào cái lời dạy của Đức Phật tuyên bố nếu những người tu thiền đó thì 100% sẽ sanh về cõi trời. Ngài cho chúng ta biết như vậy đó vì sao vậy? Vì khi mà mình tu tập á, mình có chánh niệm á, mình không làm những cái việc tội lỗi. Mình có chánh niệm á,
thì mình có cái thiện tâm để cho cái thiện quả tái sanh. Còn ngược lại đó, nếu mình từ bỏ cái pháp tu tập á, thì gọi coi như là mình tự dấn thân vào cái khổ cảnh rồi. Mình tự dấn thân vào khổ cảnh. Và mỗi con người đó, khi mà họ nói thì họ nói đủ cách hết. Họ từ chối thì họ từ chối đủ cách hết. Nhưng mà khi một cái người mà họ biết suy nghĩ chút xíu đó, thì cái gì á, cái nghề nghiệp mình học nó cũng khó. Nó cũng khó từ thở đầu. Nên thường thường quý vị thấy những người học võ thôi. Học võ đâu phải vô muốn học gì học, mà bắt đứng tấn trước. Và chỉ có đứng tấn thôi. Đứng tấn một thời gian như vậy cho cái tấn nó vững rồi họ mới phân thế. Họ phải dạy những cái thế võ. Thì cũng như vậy bây giờ thật sự nghề nghiệp gì nó cũng khó hết. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người có lòng tin đó, thì họ sẽ tu tập. Khi mà họ không có lòng tin đó, thì làm sao cho họ có lòng tin? Thì tất nhiên họ phải gần những người tu tập, họ được nghe Phật pháp và họ có cái sự suy tư, thì họ từ từ họ có lòng tin thì họ mới có thể tu tập được. Đầu tiên của một cái người tu tập là có lòng tin với lời dạy của Đức Phật, mà nếu họ không có lòng tin thì thật sự ra thì họ sẽ không có chịu tu tập. Họ không chịu tu tập. Khi họ không chịu tu tập đó, vì họ kiêu mạn về tài sản, về sắc đẹp, về tuổi trẻ, họ có thể kiêu mạn vấn đề đó thì họ không có chịu tu tập. Nhưng mà khi nào đó mà họ bệnh hoạn, họ gần chết, hoặc là họ suy sụp tài sản, thì tự nhiên họ có cái sự suy nghĩ. Thì con nghĩ rằng thật sự con người tu tập đó, thì khi mà họ thật sự họ tu tập thì họ phải có lòng tin, họ làm sao họ hiểu được như vậy thì họ mới chịu tu. Với thật sự là cái chuyện tu tập đó là cái chuyện cực kỳ rất là khó. Tại vì cái khó là do mình quen với những cái dục lạc rồi. Bây giờ mình kêu mình từ bỏ ngồi theo dõi hơi thở thì mình lại không chịu đâu. Con nghĩ rằng người ta sẽ không chịu. Trừ khi nào đó người ta có sự suy nghĩ, hoặc là họ được nghe rất là nhiều thì họ mới khởi lòng tin. Vì chính vì vấn đề đó thật sự về như cái lớp Phật pháp của mình, thì những người Phật tử họ vào đây rồi đó thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận tu, vì họ đã nghe pháp rất là nhiều, họ khởi được cái lòng tin từ lời dạy của Đức Phật. Còn ngược lại người đời mà mình kêu họ ngồi niệm hơi thở, lâu lâu họ đi chùa một lần đó, thì cũng thấy chuyện nó còn khó hơn lên trời đó. Thật sự là như vậy. Nên con nghĩ rằng một cái người mà họ tu tập được thì họ có duyên. Vì chính Đức Phật này cũng tuyên bố mà cái số người chết mà đọa lạc bốn đường ác đạo nó nhiều như là số lông con bò vậy. Cái số người chết sinh lên cõi trời nó ít như là cái sừng con bò vậy. Thì cái số ít đó, rất là ít như vậy. Và cái số mà nhiều thì rất là nhiều như vậy. Thì chính vì như vậy nên một cái người nghe pháp có lòng tin, họ suy nghĩ tại sao Đức Phật ngài nói như vậy. Tại thường mình sống với cái tâm bất thiện không, mà mình không có chịu tu tập làm sao có tâm thiện. Như vậy thì mình sống với cái tâm tầm cầu những dục lạc, từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mình cái tối ngày mình tầm cầu những dục lạc đó, mình không có ngồi yên tĩnh để theo dõi cái hơi thở, thì mình làm sao để mình có thể sanh lên cõi trời được. Thì con nghĩ như vậy, nên con nghĩ rằng một cái người ở đời mình thấy rằng cái số người mà đi chùa thì đông, nhưng mà số người mà nghe pháp thì rất là ít. Mà cái số người nghe pháp rất là ít như vậy, mà cái số người tu thiền cũng rất là ít. Đến lúc mà chứng đắc cũng rất là ít, thì số đó là như vậy. Thành ra cái người mà khi mà họ có lòng tin nhiều đó, thì họ cố gắng để vươn lên. Còn khi mà họ thiếu lòng tin đó, thì thật sự là rất là khó. Rất là khó đối với họ. Thành ra trong cái câu hỏi của Thượng Tọ thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì có gì Thỉnh Thượng Tọ nói thêm thì con xin gửi mic cho Thượng Tọ. Sa thú kính thưa Thượng Tọ Pháp Đăng. Thưa quý vị, một ở trong những cái lời lạc lớn nhất của đời sống của chúng ta đó là cái khả năng điềm tĩnh. Điềm tĩnh nhất là mình ít có bị dao động, mình ít có mất bình tĩnh. Và cái khả năng điều chỉnh thường được tìm thấy được là nói cách rất là chuyên môn về Phật học đó, là chúng ta có được cái sức mạnh của niệm và định. Niệm là sự tỉnh táo, định là sự tập trung. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái người mà họ làm công việc thành thạo á, thì dù bao nhiêu là những cái biến động ở bên ngoài thì họ vẫn kiên tâm, họ gìn giữ
điều đó họ không thay đổi. Chúng tôi nhớ có một cái tiệm bánh ở tại Bắc Kinh, nằm ở trên đường Quang Phủ Tỉnh đó. Nhiều năm về trước, khi mà chúng tôi còn đi bên Trung Quốc, thì thưa quý vị, chúng tôi có nghe kể câu chuyện đó là cái tiệm bánh đó họ đã xây dựng gần 140 năm, và tức là đời nhà Thanh, thời mà vua chúa ngày xưa. Thì cái tiệm bánh này nuôi dưỡng cả một cái gia tộc, và cả gia tộc này họ chỉ tập trung vào làm bánh thôi. Thì đời vua chúa thì họ không cần ăn, mà tới đời mà loạn lạc thời dân quốc ấy, thì họ cũng tiếp tục làm bánh, và thời cộng sản vô họ tiếp tục làm bánh. Nhưng mà bởi vì cái việc làm bánh của họ nó vô tưởng vô phạt, và họ làm bánh rất là ngon, do đó các cái chế độ, các cái triều đại họ vẫn để yên cho những người này được làm bánh, được bán. Bởi vì dù vua chú cần ăn bánh ngon, dù rằng các viên chức chính quyền dân quốc cũng cần ăn bánh ngon, mà những người trong đảng cộng sản họ cũng cần ăn bánh ngon, do đó họ không muốn dẹp đi cái tiệm bánh này, mà họ để cho những người này tiếp tục làm. Và cho đến bây giờ thì họ trở thành một cái thương hiệu rất là quen thuộc ở tại Quang Phú Tỉnh. Thì họ chỉ tập trung vào việc làm bánh thôi, nhưng mà họ đã sống sót qua rất là nhiều sự thăng trầm. Khi chúng tôi nghe kể câu chuyện đó thì chúng tôi lại nghĩ tưởng đến là ở trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là mình có bận rộn nhiều việc, mình có trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm khổ đau cuộc sống, nhưng mà nếu chúng ta có một cái gì đó làm cái cơ sở căn bản bám vào, thì thưa quý vị, chúng ta có thể tồn tại, và tồn tại vững tin, tồn tại vững lòng. Bây giờ chúng ta thử hình dung một điểm này, một điểm rất thường xảy ra thưa quý vị, là chúng tôi thường đi tụng kinh cho những Phật tử mà họ sắp lâm chung, nằm ở trên giường bệnh. Phải nói một điều rõ rằng khi chúng ta nằm trên giường bệnh và trong những ngày cuối đời đối diện cái chết, thì hầu như chúng ta bất lực với cả tay chân của mình, đừng nói chi là con cái, đừng nói chi là tài sản. Và lúc đó đó mình tụng kinh cũng khó, mà thậm chí nghe pháp cũng khó. Đôi khi gặp quý thầy thì quý thầy cho một số chuỗi, mà muốn niệm hơi chuỗi, lần chuỗi cũng lần không nổi, cái tay lần chuỗi không nổi. Nhưng mà chúng tôi tin một điều rằng, nếu mà những Phật tử này mà có cái khả năng để mà theo dõi hơi thở, thì lúc đó chúng ta vẫn còn có khả năng được. Điều đó không phải là chúng tôi tự suy nghĩ mà nói, bởi vì đầu năm nay chúng tôi có tụng kinh nhục bà cụ. Bà cụ có nhiều năm tu pháp thứ niệm xứ. Và khi chúng tôi nói đến để nói chuyện với bà cụ về niệm hơi thở, bà cụ rất là hoan nghị, dù bà cụ bị ung thư. Và chúng tôi sẽ thấy rằng bà cụ ra đi có rất là nhẹ nhàng. Bởi vì khi mình ở trên giường bệnh á, thì hầu như cái thân của mình cũng có điều khiển được. Cũng may cho bà cụ đó là bà cụ có hai đứa con rất có hiếu, mà hai đứa con rất là chịu tu. Mà hai đứa con đó, thưa quý vị, cứ tưởng tượng là hễ bà cụ mà hiếu một chút thì hai đứa con chạy lên thỉnh chư tăng đến nhà. Tụng kinh thì một phần, nhưng mà nói pháp cho bà cụ nghe nhiều. Và chúng tôi cũng không có thấy ai mà biết mình bị ung thư, chuẩn bị đi ra đi, mà khuôn mặt tươi tỉnh, mà thanh thản như bà cụ. Đó là một đặc điểm. Thì những gì mà chúng tôi chia sẻ, bà cụ cũng giống như chúng tôi chia sẻ nãy giờ, là mình phải có cái căn bản. Mà cái hơi thở là cái gì mà chúng ta dễ sẵn có chứ. Một khi mà chúng ta không có hơi thở là chúng ta chết rồi. Vì vậy, thay vì chúng ta phải chuẩn bị quá nhiều thứ ở cho cuộc sống mà cuối cùng rồi mình không xài được, thì có một thứ chúng ta rất nên chuẩn bị là nên tập là quen với hơi thở chính mình. Mới nghe thì nó có vẻ như là khó khăn, mới nghe giống như là ồ, mình tại sao mình phải làm thêm cái chuyện mà khó làm như vậy. Nhưng mà chỉ qua một cái giai đoạn nào đó, một khi mà hơi thở trở thành thân quen với chúng ta rồi, thì chúng ta cảm thấy cuộc sống
vẫn lộc lắm, cảm thấy an lộc lắm, cảm thấy không khó. Chúng ta nhớ câu mà Phật dạy rằng không có dao động thì được sự khinh an, mà có khinh an thì có thoát. Dạ, mà tâm dao động thì không có khinh an. Dạ, không có ai dao động mà có khinh an hết. Ngài Hòa Thượng Hữu Giác này có nói rằng nếu cái tâm của mình mà giống như cục bột, mà cuộc đời muốn nặng mình buông thì buông, nặng mình tròn thì mình tròn, thì mình sẽ khổ hoài. Người ta muốn cho mình vui thì họ khen một câu cho mình đỡ buổi, mà họ muốn cho mình buồn thì họ chê một câu làm cho mình buồn, thì đời sống phải khổ. Tại vì tâm mình giống như cục bột, người ta muốn nhồi nặng sao cũng được. Không, một ngày nào đó đó thì mình sẽ mỉm cười nhẹ nhàng với cuộc đời rằng cuộc đời muốn sao cũng được. Nhưng một khi mình có hơi thở, sống với hơi thở và nghĩ về hơi thở thì tâm của chúng ta sẽ thanh thản, sẽ an lạc. Thì điều đó rất là lợi ích cho mỗi chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư. Sa thủ lành thai. Con Nhật mình xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam A Di Đà, và cảm ơn tất cả đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và kính mong quý vị chờ cho Nhật Quỳnh 30 giây. Tự nhiên tới giờ phát kinh thì cái internet Nhật Quỳnh nó bị trục trặc rồi. Dạ con xin xuống mít ạ. Đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ.